Rồi, ok. Thì đầu tiên là chào mừng, welcome mọi người đến với lại buổi guest lecture ngày hôm nay. Thì như nãy cũng có nhán sơ sơ là mọi người thấy hôm nay cũng khá là đông đúc. Thì hôm nay cái buổi này là trong khuôn khổ của khóa học Techie to be in Basta. Thì trong buổi hôm nay thì mình có một số bạn đến từ community nữa. Thì đây là cái hoạt động nơi mà tụi mình sẽ mời các bạn industry practitioner về để chia sẻ những cái góc nhìn rất là thực tế, những cái case study mà bảo đảm là sẽ không tìm thấy trong sách vở nào hết, tại vì nó là thực tế. Ngoài ra thì cái buổi hôm nay nó sẽ giúp cho các bạn kiểu như là sẽ có thêm góc nhìn khi mà trong thực tế làm PM nó sẽ như thế nào, và cũng là cơ hội giao lưu học hỏi networking với lại các bạn ở community và các bạn guest luôn. Ok, thì sơ lược khách mời thì lát nữa Phát sẽ tự giới thiệu kỹ hơn bản thân mình, nhưng mà sơ lược về Phát thì mình đã biết Phát từ năm 2018 rồi. Lúc đó thì cả hai đứa đều còn đang là sinh viên, và mình nói chung vô tình làm bạn với Phát trong suốt khoảng thời gian đó thì mình chứng kiến được rất nhiều cái sự thay đổi và chuyển biến trong cái career path của Phát, từ engineer cho đến sao ta. Nói chung là có rất nhiều câu chuyện hay ở trong đó. Thì bởi vậy nên là mình cảm thấy là Phát là một profile rất là thú vị, mà mình sẽ nghe được nhiều câu chuyện khá là giật gân và thú vị từ Phát, nên là mình với Thành nghĩ là mời Phát chia sẻ cho cái buổi hôm nay. Thì hôm nay mình nội dung buổi hôm nay sẽ được record lại để đăng lên YouTube cho mọi người, cho nên là ai mà có định chia sẻ thông tin gì tế nhị thì đừng share. Rồi, ok, còn ai muốn cái mặt mình được lên YouTube 8.000 sub của Daphne thì bật cam lên. Rồi, bây giờ sẽ pass lại, trước khi mà pass lại mic cho sân khấu cho Phát thì Thằng với lại Nam có muốn nói gì không? Thành thì chắc là ý là từ hồi design story column thì anh cũng hướng kiểu mình làm sao để mình gọi là differentiate khỏi những khóa học lung tung dạy chỉ toàn lý thuyết. Nên là mình sẽ bảo sẽ mời những bạn PM thực sự là Thực chiến sự thực để chiến cho mọi người kiểu có cái view từ là từ chiến trường thì nó sẽ khắc nghiệt như thế nào. có Đó. nhiều skin in the game, có nhiều da trong cuộc chơi, Đúng rồi, bỏ nhiều dao trong cuộc chơi quá nhiều da trong cuộc chơi. Đây là thì khóa học đập vào quản lý sản phẩm, mày breaking im được không trời ạ? À, im để tao nói. thì Phát là người cũng mất khá nhiều da, thì mong là mọi người cũng tận dụng cơ hội này để học kinh nghiệm từ Phát. ok. Ok, thì anh cũng biết Phát cũng gần đây thôi, 1 năm đổ lại, nhưng mà cũng nói chuyện với Phát trao đổi thì thấy Phát cũng khá cũng nhiều góc nhìn thú vị, cho nên là hy vọng là buổi hôm nay sau khi mà Phát chia sẻ xong nội dung chính thì mọi người hãy ráng hỏi nhiều câu hỏi lên nhé. Đặc biệt là những bạn nào muốn biết thêm về quá trình một người chuyển từ engineer qua product như thế nào và có những rào cản gì. Thì chắc là nhường lại mic cho Phát thôi. Nice, ok. Lột da phát. Dạ, À, ok. trước đó, mọi người ơi, nếu mọi người bật camera được thì hãy bật camera nha, để truyền thêm cảm hứng cho Phát chia sẻ. Rồi, ok, Phát tới đi. Ok. Mọi người nghe mic em không? Chị nghe rõ nha. Ok. Nói chung thank you ba founder đã có cái intro rất là hấp dẫn. Nói chung em thì thật ra em đọc sách cũng nhiều á, nhưng mà em cũng gọi là lười đọc sách, nên thực ra mình đi làm nếu mình tự rút ra thôi. Thì hôm nay em sẽ share cái đó là chủ yếu. Với lại nghe chị Daphne nói là quay cái này lên YouTube á. Dạo này thì cũng muốn làm YouTuber rồi nhưng mà cũng không có thời gian nên gom một đợt để lên YouTube luôn. Chắc là để get start chắc em muốn tìm hiểu thêm về mọi người á, ví dụ mọi người background như thế nào á, để cái gì dù cái bài nói của em nó phù hợp hơn. Chắc chị đã không có Em đi ạ, mọi người tự tắt Chắc chị sợ là không có nhiều thời gian để mọi người tự giới thiệu á, nên chị sẽ share nhanh nha. ok Thì trong đây có, để coi nha, có một số bạn đang là sinh viên của Đại học Ngoại thương, thì là có Thoa với lại Phương Anh. Một số bạn khác cũng là đã từng là sinh viên ngoài Đại học Ngoại thương nhưng mà bây giờ đang làm sản phẩm luôn, nhưng mà không phải là product manager, và sẽ cũng nói chung hơi hơi nôm na là role product manager. Thì có Nhi, có Thiên, rồi một số bạn đến từ
community thì gồm có là những anh chị đã đang làm trong quản lý sản phẩm luôn rồi, là practitioner luôn á, thì sẽ có Ngọc ha, có anh Thiện, có anh ta Ngọc, anh Thiện, chị Nhi, chị Nhi Trần. Rồi ngoài ra thì có một số bạn là làm cái ngành khác, nhưng à có một số bạn đang là ngành khác nha, nhưng mà muốn tìm hiểu thêm về quản lý sản phẩm thì trong đó là có Hằng đang là sale ở Catalon, với lại Mỹ Linh, Mỹ Linh đang là sinh viên. Mỹ Linh hồi đó làm ở VooCore luôn đó phải. Ồ vậy hả? Mỹ Linh designer. Rồi có thêm ai nữa ta, có một bạn nữa là Khoa là đang làm ngân hàng nhưng mà cũng muốn tìm hiểu về quản lý sản phẩm. Có Bách là bạn của Phát Studio, anh chị không biết nha. Lộc thì là engineer, cũng đang muốn tìm hiểu về quản lý sản phẩm. Rồi, thì đó là nôm na profile nha. Ok, ok. Chúng đa số mọi người từ business background nhiều, ngoại thương. Chuẩn, recap chuẩn. Ok. Ok, chắc để em share screen luôn. Ok, mọi người thấy cái màn hình của em không? Rồi, chị thấy nha. Dạ, yeah, ok. Thì nói chung em tên là Patrick. Mọi người hay gọi em vậy thì em gọi em là Patrick nha, chứ không phải là xính ngoại gì đâu. Anh của em là Phát. Nói chung đang khoảng 25 tuổi, sắp là sang tuổi 26. Đang làm PM Holistic và em thích động vật, cụ thể là con chó. Thì nói chung là em spend thời gian trong cái software industry nó cũng khoảng 5 năm rồi. Đó. Thì cái khởi điểm nó là bên technical background, là bên làm bên AI là chủ yếu machine learning các thứ đó. Để từ khi mà nó chưa có nổi đó, xong cái lúc mà mình thấy là mình không có thích làm machine learning, hay là mình cũng không thích làm researcher, mà mình cảm giác mình muốn build app hơn, mình muốn tạo cái value hơn, thì mình mới transition qua một cái role gọi là product engineer đó. Xong còn gần nhất là có làm ở VooCore làm technical founder đó. Thì mãi gần đây thì em mới chuyển qua làm role PM ở Holistic đó. Thì cái kinh nghiệm làm product thì chắc cũng khoảng một đến hai năm đó, một nữa là ở cái đợt làm technical founder, với lại một nữa là ở cái product manager hiện tại đó. Thì trong lúc transition đó thì em có tình cờ em biết tới anh Thomas đó, thì cũng đọc blog của anh Thomas, rồi học được mấy cái khái niệm về problem solving nè, mấy cái kỹ business strategy nè, mấy cái gọi là cái thang abstraction các thứ. Nói chung là rất là nhiều cái kiến thức mà anh Thomas đã teach em, mà em thấy nó valuable trong cái quá trình làm product đó. Thì nói chung cái chủ đề hôm nay á là nói chung em rất hay viết blog. Thì cái bài gần nhất của em á, nó là cái bài là cầm kỳ thi họa khi mà làm product á. Thì nói chung đại khái cái bài này á, là nói về cái việc mà khi làm product á, nó cần phải mình luân chuyển nó nhiều cái đầu việc khác nhau. Một chút ở design, một chút ở engineer, một chút ở maybe communication, managing các thứ, rất là nhiều thứ đó. Thì ở dưới comment á, thì có một cái bạn này là một cái cựu sinh viên của khóa học mình luôn, mà nó mới hỏi là kiểu như là bạn biết khá nhiều cái technical rồi, ví dụ như là PM là phải viết QRD, là phải viết mấy cái ORD các thứ, thì bạn nó muốn hỏi thêm là liệu ngoài những cái technical đó thì có những cái gọi là những cái về mặt tính cách hay là về mặt mindset đi, thì PM cần cái gì nữa đó. Thì bạn hứng thú và mình thấy cái chủ đề này là một chủ đề nó hay mà mình muốn explore thêm đó. Thì chắc hôm nay em sẽ đi qua một số cái đầu á. Thứ nhất là em sẽ nói về hai cái tính cách, hai cái dạng tính cách của một người product manager sẽ như thế nào. Em sẽ provide luôn ba cái case mà em day by day của em luôn đó. Và mình đúc kết là một cái process khoảng 4 bước cho một cái người PM điển hình là như thế nào đó. Và mình kết cái buổi hôm nay luôn đó. Thì ok, thì để mà làm PM thì mình cần những cái gọi là tính cách, hay là những cái kiểu mindset như thế nào đó. Thì so far với kinh nghiệm của làm khoảng 2 năm của em, thì em nghĩ là hai cái yếu tố quan trọng nhất cho một cái bạn junior khi mà mới gọi là mình mới transition từ một cái role khác, mình chưa có mình chân nước chân ráo mình vô ngành PM, thì nó sẽ có
hai cái phẩm chất mình cần phải có là cái thứ nhất là cái sự dũng cảm, à, là cái sự quan sát đó. Thì cái này nó hai level vậy thôi, nhưng mà cái ý của cái này nó là bởi vì cái đặc tính của ngành PM mình nó rất là high uncertainty, không có gì là nó chắc cú hết, mà cũng không có ai nói cho mình biết là mình phải làm gì hết, và mỗi công ty nó rất là khác nhau đó. Thì nếu mà mình bắt đầu với một cái khởi điểm mà nó rất là mơ hồ vậy, thì hai cái tính cách này là hai tính cách mà mình cần phải có đó. Thì cái tính cách thứ nhất đó là tính cách là mình phải có cái sự quan sát đó. Thì trong cái bài gần nhất của em á, là em có share về cái việc là ở cái người PM á, họ phải có một cái tầm nhìn với những cái mọi thứ đang diễn ra trong team đó. Ừ, ví dụ như là mình có đang nắm được là team mình đang có đang vận hành chung chung hay không đó. Ví dụ project đang trễ là nó đang trễ do đâu đó, rồi mình nó phải trễ do dev hay không, hay trễ do design. Ví dụ trễ do dev thì là do cái gì đó. Và cái thứ hai á, là cái sự dũng cảm ha. Cái này nó hơi inspirational một xíu, nhưng mà em thấy nó là một cái sự cần thiết, đó là cái sự mà mình dũng cảm mình đối mặt với lại cái sự không có rõ ràng lắm, cái quá trình làm việc product manager đó. Đó thì là nói chung là product manager sẽ cần hai tính cách là một cái sự dũng cảm và một cái sự quan sát để biết cái gì là đang xảy qua xung quanh mình. Thì đem biết tiếp thân nha. Thì thật ra mấy tháng đầu mà lúc mà mình mới transition qua PM á, cái cảm giác nó không hề dễ chịu. Mình nghĩ là ok mình sẽ làm high level, mình sẽ feature A, feature B đó, nhưng mà thực tế nó rất là mơ hồ đó, và nó có rất là nhiều cái expectation từ những người stakeholder xung quanh và kể cả user nữa đó. Thì mình lúc đó mình không biết mình làm gì hết á, chưa có ai dạy mình là mình phải làm manager như thế nào hết đó. Đó, thì có cái bài post của bạn Tứng Mon, thì bạn đưa cái hình, thì mình thấy nó rất là mô tả được cái trường hợp đó. Đó. Thì mình không biết là phải làm gì hết. Và sếp thật ra mấy anh chỉ cũng chỉ provide được những cái nó rất là high level thôi. Thật ra tại mấy anh cũng không có time. Đó, thì đa số là mình sẽ phải tự navigate. Bản thân mình mới tự navigate những cái mà nó không có chắc cú như vậy. Đó. Đó. Thì nói chung á, là khi mà mình break vô cái ngành PM á, thì cảm giác đầu tiên là nó cảm giác nó tự bơi. Đó, mình cũng không biết là mình nên làm như thế nào đúng, mình có nên nghe và làm theo ý kiến người khác không để mình lấy được cái sự đồng thuận, maybe nó cuộc sống dễ dàng hơn, hay là làm sao để mình nhìn ra cơ hội, hay là mình nhìn ra được cái vấn đề để giải quyết, làm sao mình biết đó là vấn đề đó, rồi làm sao để mình làm việc với nhiều người để cùng giải quyết một vấn đề đó. Đó thì mấy câu hỏi này để em sẽ giải quyết qua ba cái use case cụ thể ha. Thì cái case đầu tiên á là trễ deadline đó. Thì thường cái project đầu tiên, em không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà project đầu tiên của em là trễ deadline. Thì project nó trễ deadline 3 tuần, project đang chậm hơn estimation đó. Thì em lúc đó là mình đang responsibility mình là cho cái project nào, thì tự nhiên cái project nó trễ, nó dính tên mình đó, thì nó trở thành một cái nó không có tốt, đúng không? Ok, thì nói chung là tại mình background mình là engineer, nên khi mình gặp mấy cái tình huống mà nó không có biết như vậy, mình không có biết là mình phải làm gì đó. Mình rất là bối rối đó. Nhưng mà cái cách mà đúng á là mình phải tỉnh thức một xíu, mình phải nhìn nhận ra coi cụ thể cái problem nó đang diễn ra ở đâu đó. Maybe cái process này mình có thể là maybe mình nghĩ trong đầu, hoặc là tốt nhất là mình viết xuống đó. Ví dụ như là ok, mình phải nhìn nhận được là hiện tại cái năng suất của team nó không có đang được đúng kỳ vọng đó. Rồi maybe mình phải đưa ra những cái nhận định của mình nữa, ví dụ như là có thể là nó từ engineer, cũng có thể là do designer đang dev chậm quá, là làm chậm, design chậm quá nên engineer chưa có cái đi dev chẳng hạn đó. Và mình phải chủ động mình đi nói chuyện với các stakeholder này để mình lấy được cái tầm nhìn ok tại sao nó chậm như vậy. Và để mình test, thứ nhất là mình test lại cái nhận định của mình nè. Ở thứ hai là mình lấy thêm cái information tại sao nó chậm đó. Đó. Thì ở đây em có highlight cái từ chủ động ở đây á.
tại với em á nha, như là một người engineer thì cái sự chủ động nó đôi khi nó không có phải là một cái nó tự nhiên. Đôi khi ví dụ mình ngại chẳng hạn, mình ngại là mình sợ mình nhờ người ta này, mình nhờ một cái bạn engineer làm một cái feature, mình sợ giống như là mình giao task đó, nhưng mà mình cứ chủ động đi, mình cứ chủ động đi. Đó thì cái này nó sẽ giống cái ý em nói ban đầu là sẽ cần một cái sự dũng cảm nhất định đó, tại mấy cái việc mà đi chủ động như này nó không có dễ. Lúc đầu mình làm mình sẽ sợ nha, mình sẽ sợ nha, nhưng mà mình cứ chủ động đi thì nó giống như là kiểu như là mình gặp một hòn đá vậy đó. mình phải đánh cái hòn đá đó thì mình đi qua cái hòn đá đó. Đó thì sau khi mình nhận nó được rồi nha, thì mình phải đi mình bóc tách ra. Thì hồi nãy em có nói là đi chủ động mình đi nói chuyện với các stakeholder đúng không? Thì maybe thì mình tìm ra một cái trường hợp là ví dụ như là khi team dev đang deliver trọng bình thường thì maybe có thể là bạn đó đang bị block bởi task của bạn khác đó. Thì trong trường hợp này á thì mình thấy được cái vấn đề đó rồi, ok, đang bị block bởi một bạn khác, mình phải chủ động mình đi gỡ rối luôn đó. Ví dụ như là dev đang bị block task đúng không, mình chủ động mình collaborate hai bạn với nhau đó. Ví dụ bị block bởi một bạn kia, rồi bạn kia bạn lại có vấn đề đó nữa, thì mình giải quyết được vấn đề, mình giúp bạn đó giải quyết vấn đề luôn đó, thì để nói chung là cái công việc nó trơn tru hơn đó. Maybe là có thể là thiếu thiếu design UI flow rõ ràng nên ví dụ hồi đó em làm engineer đi, em thiếu spec thôi là em cũng gọi là mình ngại rồi, mình ngại mình dev rồi đó. Thì lúc mà mình lên làm product đó mình có cái sự thấu cảm đó, nên mình biết là thiếu cái chỗ này thôi là bạn không làm việc được đó. Mình đi chủ động mình nói chuyện với designer để mình bổ sung được cái phần thiếu đó cho bạn đó, để bạn đó bạn tự tin hơn để bạn code đó. Đó hay là gần nhất nè, ví dụ như là bạn cái đợt đó mình muốn build một cái report charting, là vẽ chart để mình visualize cái revenue á, thì cái đợt đó cái project vẽ chart đó nó bị chậm, thì mình mới đi nói chuyện là mình mới biết là các bạn engineer bạn không có lấy được cái data đó để bạn vẽ chart, bởi vì là team dev không có hướng dẫn bạn nó cách lấy data như thế nào hết đó. Tại team dev là team giữ cái cơ sở dữ liệu mà, nếu mà team dev không có hướng dẫn bạn đó thì bạn đó không có tài nào bạn lấy được hết, mà bạn đó cũng ngại nữa, và bạn đó thấy là ok này khó quá rồi, giờ ping không trả lời thì bạn nó cũng ngại nên gần như nó procrastinate luôn đó. Thì nó là yếu tố về kiểu external thôi, chứ không phải là do bạn này bạn không làm là bạn xấu gì hết đó. Thì mình phải nhìn ra được cái đó và mình chủ động mình collaborate hai bạn lại đó. Nhiều khi ví dụ cái case của em đi thì thực ra mình phải nói chuyện với bạn data engineer đó trước đó, rồi mình muốn bạn đó muốn lấy data này nè đó, rồi mình cầm những cái câu hỏi đó mình qua mình nói chuyện với bạn kia thì nó sẽ dễ hơn đó, kiểu vậy đó. Nói chung là kiếm mọi cách để mình có thể mình chủ động mình giải quyết được vấn đề nó nhanh nhất có thể. Rồi cái case thứ hai là internal request đó. Thì khi mà làm product đó, thì mọi người sẽ nhận được khá nhiều cái request từ các cái người trong công ty. Ví dụ có thể là mọi người nhận được từ CEO nè, mọi người có thể nhận từ designer, marketing, business gì đó các thứ đó. Thì rule of thumb cho mấy cái này là ví dụ cái nào mình giải quyết nhanh được mà non risk thì mình chủ động giải quyết luôn. Ví dụ như là gần nhất là ok, em có thể sửa cho anh cái testimonial cho homepage đúng không? Thì ok, cái này dễ đúng không? Cái này làm trong vòng 30 phút được, ok sửa. Đó, còn ví dụ cái nào risky hơn thì mình cần explore cái problem space nó kỹ hơn đó. Problem space là gì thì chắc anh Thomas có hướng dẫn cái này rồi đó. Thì mình giới thiệu một cái case cụ thể ha. Thì mình có đang nói nhanh quá không, để có gì mình tune cho nó chậm này. Chị nghĩ ok á, mấy bạn có thắc mắc hỏi thì tụi chị giải đáp dần. Dạ, yeah, ok. Thì nói chung cái project đầu tiên mà khi mà em vào làm holistic á, là làm cái bảng quảng cáo ở trên một cái app DB Diagram của Holistic. DB Diagram là một cái app của Holistic, một cái ứng dụng mà Holistic bán. Thì đây là cái bảng đầu tiên, cái bảng mà mọi người thấy before là cái bảng đầu tiên đó. Thì cái vấn đề của bảng đầu tiên là nó rất là xấu,
và nó chiếm diện tích. Nó chiếm diện tích mà đến nỗi kiểu user nếu mà họ dùng thì họ bị sao nhãng ra khỏi cái công việc. Đúng. Phát là em zoom cái slide được không? Hoặc là mở full screen á. Ok chưa ta? Ok, đỡ hơn này. Đỡ hơn đúng không? Được. Ok. Thì khi mà design cái app mà nó quá distracting như vậy á, thì mình nhận được một cái complaint đó, từ một cái leader ở trong công ty thôi. Đó, thì ok, mình cần sửa được cái app này đó. Thì cái khi mà mình thấy cái này nha, ra mình thấy cái này mình cũng chưa có gọi là mình chưa có tin liền đâu, chưa có tin liền đâu. Đến khi mà mình đi ok, mình thấy cái vấn đề cái app này nó annoying rồi đúng không? Thì mình đi mình nói chuyện với một số bạn khác coi cái này nó có make sense hay không. Đó. Tại dù gì cái việc mà mình để ad lên cái DB diagram, cái app của mình á, thì nó cũng để là mình lấy được conversion đúng không? Đó, thì nó có rất là nhiều cái gọi là cái ràng buộc đó. Thì nói chung là sau khi mình bàn bạc lại á, thì ok, mình quyết định là mình làm cái ad nó nhỏ lại, nó không có là bị rối mắt nữa. Đó. Đó, nhưng mà sau khi mà redesign cái ad đó xong á, thì cái chị bên marketing chị mới nói là em ơi, chị muốn gắn một cái ad production ở trên DB diagram đó, chị muốn gắn cái ad giống vậy nè đó. Mà ở cái slide trước đó là mình nhớ là mình đã design lại cái ad đúng không, mình design lại cái ad là ok, cái ad nó nhỏ xíu thôi, nó không có màu sắc gì hết đó. Đó thì không có thể tài nào mà mình cho chị marketing chị gắn cái ad này lên đó, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của user đó. Mà cái trải nghiệm đó mình đã định trước là nó không được, gọi là nó không được làm phiền user đó. Đó thì khi mà gặp cái này á nha, thì mình sẽ nhìn nhận lại là ok, cái concern chị nói đúng. Thì thật ra là cái sau khi mà mình đổi cái ad nó từ cái ad bự á thành cái ad nhỏ và nó không có bị distracting á, thì user họ không có convert nữa. Nó giảm 50% đó. Và mục tiêu của chị marketing cũng make sense ha, là chị muốn tăng cái conversion rate đó. Tại thật ra ví dụ mọi người để một cái hình nó pop up như vậy á, thì nó người ta cái visibility nó sẽ cao hơn và có khả năng người ta click vô nhiều hơn đó. Thì bây giờ mình bị ràng buộc là ok, mình không chỉnh được cái app nó cho nó gắn được cái hình này đó, thì giờ làm sao đó. Và bây giờ mình biết là ok, giờ muốn tăng conversion rate đúng không? Thì bây giờ chỉ còn một cách thôi, còn một cách là bây giờ tập trung vô content đó. Thì mình chủ động mình propose là chị có thể là tập trung vô content thôi đó. Thì theo mình biết là sau đó là chị marketing chỉ nhận được một cái suggestion từ anh CTO, thì đại khái là để mà giải quyết được vấn đề này á, thì chị cần generate khoảng 10 cái loại content khác nhau để nó có một cái sự đa dạng, để mình tăng somehow mình sẽ tăng được cái conversion rate cho cái ad này đó. Cái việc mà mình gắn cái này lên là hoàn toàn không phải đó, cái kiểu vậy đó. Thì khi mà gặp vấn đề mình phải nhìn nhận lại là ok, tại sao cái stakeholder này họ muốn như thế đó, và liệu có cách nào mà mình giải quyết vấn đề đó mà nó không có tác động qua các cái ràng buộc khác mà mình đã có hay không đó. Đó, rồi từ đó mình có thể mình giải quyết vấn đề một cách nó thấu đáo hơn, mà nó không có ảnh hưởng quá nhiều cái ràng buộc khác nhau. Ok, cái này là case internal ha. Thì cái case external thì chắc là cũng khá khá, cũng nhiều hơn á. Thì ví dụ làm product SaaS đi, thì mỗi ngày là mình sẽ nhận được mấy cái feature request. Ví dụ như là mày có thể làm cho tao này không? Mày có thể build feature này không? Tao thấy cái feature của thằng đối thủ nó có nè, xong mày không có, mày không build là tao bỏ nha. Đó thì kiểu vậy đó. Thì nó user sẽ muốn mình build cái feature gì đó theo ý họ đó, họ sẽ request cái feature đó. Thì thật ra cái này nó cũng giống cái ý hồi nãy Phát nói ở bên cái slide chị marketing này, là mình sẽ back lại ok, tại sao user họ muốn cái feature này, để họ giải quyết được cái vấn đề gì đó. Thì thường những cái case mà Phát gặp thì nó sẽ giải quyết được, nhưng mà không cần thiết là phải build được feature đó. Nhiều khi là những cái feature mà mình đang làm nó giải quyết được, nhưng mà họ thật ra không biết thôi đó.
thì mình thử đặt vấn đề, ví dụ như là mình thử giải quyết nhanh bằng cái feature sẵn có xem có ok không đó. Nếu có thì mình chủ động hướng dẫn user đó. Nếu không, ở cái chỗ này mình đang mình biết mà nó bị mất là sao. Nếu không thì mình lại quay lại cái vụ mình phân tích lại cái problem á, xem coi nó có đủ lớn hay không. Đó, đủ lớn thì maybe là mình có thể là mình consider mình build được cái feature mà nó giải quyết được cái problem đó. Như kiểu vậy. Đó, thì ví dụ một cái case cụ thể ha. Thì mình làm cái tool này này, cái tool này là DB diagram. Nói chung DB diagram á, giải thích cho dễ hiểu là nó là một cái tool giúp giúp một cái team hay là một cái doanh nghiệp hiểu được cái cấu trúc data, trúc hạ tầng data của họ đó, có thể giúp họ design hoặc có thể giúp họ visualize được họ có những cái data nào nếu mà họ đã có sẵn data rồi đó. Đó, kiểu vậy đó. Thì một ngày mình nhận được cái email như thế này là ok, mày cần thêm một cái feature là giúp tụi tao có thể là tụi tao vẽ một cái mô hình, một cái kiến trúc microservice ha. Kiểu nó, cái này giải thích tức là nó vẫn vẽ được thôi nha. Tức là nó vẫn vẽ được thôi nhưng mà nó cho cái use case khác, nó cụ thể hơn cho cái team dev. Đó. Microservice mọi người có thể hơn tưởng tượng giống như là mấy cái liên quan tới tới cloud đồ á, cloud á. Đó. Rồi đó thì họ có một vấn đề, họ sẽ request một cái feature. Cái feature này nó nhưng mà cái vấn đề này á, nó không cần thiết nó phải build cái feature mà họ nói mà có thể là mình giải quyết bằng cách mình dùng những cái feature sẵn có nè. Ví dụ ở đây mọi người có thể thấy mấy cái chữ xanh xanh này nè, đó là những cái feature mà đã sẵn có trong cái DB diagram rồi và họ có thể tận dụng để họ document, họ vẽ lại cái data model của cái microservice của họ đó. Ừ. Mọi người có thể hình dung là ví dụ như là maybe một cái doanh nghiệp khác đi, có một cái business model khác, ví dụ là một cái nhà hàng nó muốn vẽ lại cái mô hình data của cái nhà hàng đó, nhưng mà nó thấy DB diagram toàn là dev dùng mà giờ nó không biết là DB diagram là có dùng được cho nhà hàng hay không đó, thì nó mới hỏi là ok, mày cần build cái feature này nè, thì nó mới phù hợp cho nhà hàng đó. Nhưng mà thật ra là cái tool mình là doanh nghiệp nào dùng cũng được, nhà hàng doanh nghiệp khách sạn dùng cũng được đó. Thì maybe là mình ok, mình hướng dẫn nó, mình hiểu được cái doanh nghiệp của nó vận hành như thế nào, có chút data sao, mình dùng tool mình với những cái feature sẵn có để mình giải quyết được cái vấn đề này cho user. Đó là một cách tiếp cận đó. Thì anh dùng tấm cái bẫy lại á, thì em thấy cái process này thường nó sẽ có 4 bước nè. Cái bước đầu thì nó liên quan nhiều đến tâm lý nhiều hơn, nó là bước mình bắt đầu mình bối rối ha. Sau đó mình phải nhìn nhận lại và mình bóc tách vấn đề và mình chủ động mình gỡ rối cái này luôn đó. Thì yeah. Thì cái về mặt gọi là mấy cái tính cách đó, thì ví dụ thì em thấy cái về courage và lại observant đó, thì em thấy trong cái giai đoạn đầu á, cái sự dũng cảm nó sẽ đóng vai trò cao hơn một xíu, bởi vì là khi mà mình còn khá junior á, mình cũng không có kiến thức nhiều. Ở khi cái mình cần là mình cần cái sự chai lì nhất định thôi, cái sự gọi là mình dám dũng cảm một xíu á đó. Rồi xong sau đó là chắc chắn là sẽ có thương đau và sẽ có bài học để mình gọi là mình đi tiếp đó. Đó, kiểu vậy. Ừ, ok, thì nói chung là em thấy là cái sự dũng cảm nó rất là quan trọng. Cái sự gọi là mình dám, mình khi mình không biết làm gì ấy, thì bây giờ mình cũng không còn lựa chọn gì khác ngoài mình nhờ mình cứng rắn, mình thấy được vấn đề, mình chủ động mình giải quyết nó và xong cái vấn đề nó không còn nữa đó. Đôi khi kiểu nó
kiểu mình nghĩ nó là vấn đề khó, nhưng mà thật ra nó không khó đến vậy. Như việc như là hồi đó em làm engineer, kiểu mình cũng ngại mà nói chuyện với communicate những bạn khác đó, nhưng mà đôi khi lúc mình nói chuyện thì nó dễ dàng rất là nhiều, cái việc nó dở lên nó trơn tru rất là nhiều đó đó. Thì cái sự dũng cảm nó đóng vai trò khá là quan trọng đó, với thêm một chút sự quan sát nữa, để lúc mà mình gặp vấn đề, mình giải quyết xong vấn đề thì mình rút ra được cái bài học đó, để mình có thể mình đi tiếp nó nhanh hơn đó, nó hiệu quả hơn đó. Thì em có chuẩn bị một số cái tài liệu ở đây. Thì cái process hồi nãy em nói mọi người á, nó là cái problem solving process ha. Thì để mà hiểu thêm về cái này á, thì nó sẽ mọi người sẽ đọc thêm cái bài blog của anh Thomas, là cái góc nhìn toàn cảnh về giải quyết vấn đề đó. Thì ở đây anh Thomas đưa ra những cái bước và những cái gọi là cái tầng trục tượng khác nhau á, để mọi người hiểu được cái giải quyết vấn đề này nó như thế nào đó, và cũng đưa ra những cái ví dụ rất là concrete luôn đó. Và mọi người có thể đọc thêm cái bài blog cầm kỳ thi họa của em đó. Bài này thì về kiểu mindset với lại cái gọi là về mặt tinh thần nhiều hơn là một cái tool gì đó. Một số cái bài khác như là về leadership nè, thì có thể là tham khảo trên San Juan, hoặc là một cái bài của Michael Seibel đó. Còn trên San Juan thì em đặc biệt là em rất là quý trên San Juan, bởi vì là ông bác trên San Juan nó có cái character nó rất là dày dặn á. Tức là cái bác này bác suffer rất là nhiều trong quá khứ đó, nên là cái cách mà bác nó leadership đó, bác từng trải, nên lúc mà bác làm bác đưa ra một cái nhận định gì hay là bác làm việc với người khác đó, thì bác cũng rất là gọi là considerate, và nó rất là kiểu nó solid đó. Nói chung là mọi người sẽ coi thử mấy cái clip của bác trên San Juan thì mọi người sẽ thấy được cái vibe với lại cái character đó. Một số cái tài liệu khác để mọi người có thể lấy được cái gọi là cái courage em nói á, với lại lấy được cái gọi là mình nuôi được cái đứa con tâm hồn á, đứa con tinh thần của mình, thì em có rely on bốn cái loại tài liệu này đó. Thì mọi người có thể coi cuốn đầu tiên là The Four Agreements, cuốn thứ hai là Start With Why, với lại một cuốn của bác Naval, với lại Jordan Peterson. Cuốn này thì em mới đọc gần đây do là anh Thomas giới thiệu về bác Jordan, em có đọc qua. Ok, thanks for listening. Cảm ơn mọi người. Hay quá. Ok. Hay quá. Nice. Cảm ơn Phé, cảm ơn vì một phần chia sẻ cảm lạnh. Sự đau thương và rất nhiều reference cho một chị marketing nào đó. với tư cách cũng là một engineer chuyển qua product, thì mình cũng hình như là Phát có đang, mọi người có thấy được cái mặt Phát không? Không, sao anh không Phát thấy mất cái hình này. Ừ, đi luôn mà. Kiểu như là nói xong rồi thôi, đâu còn gì để nói nữa đâu. Đi. Liên với tình. Thấy rồi. Thì với tư cách là một em cũng là một engineer chuyển qua product, thì mình cũng khá là đồng cảm với lại Phát, tại vì engineer thường rất là quen với sự chắc chắn, tại vì gõ code thì lúc chạy thì một là nó làm đúng hay là nó làm sai thôi, cũng không có nhiều sự bất định. Thì khi mà chuyển qua product á, mình một trong những cái struggle của riêng mình cũng là phải chuyển cái mindset từ cái việc mà tập trung vô output qua cái chuyện tập trung vô outcome, và hoạt động trong một cái context mà nó nhiều sự bất định hơn. Thì cùng với cái tính chất của công việc như vậy, nó cũng kéo theo những cái vấn đề về con người. Tại vì trước kia thì mình là người làm việc với BM, còn bây giờ mình là BM thì phải làm việc với engineer. Thì có những cái hồi xưa mà mình làm engineer mình cũng không thích đó là tự nhiên đang làm ở hàng BM cứ sỏ mũi vô status update, xong rồi progress đi rồi xong cái này kia, mình cũng thấy bực mình.
Nhưng mà bây giờ mình làm BM rồi á, thì mình lại cảm thấy cái chuyện đó nó cần thiết. Maybe là phải nhẹ nhàng và phải dịu dàng, thảo mai hơn xíu. Tuy nhiên là cái việc mà có visibility và có cái sense về progress đối với một cái initiative hay là một cái project gì đó, nó là cực kỳ quan trọng. Tại vì đôi khi vấn đề nó không phải là bạn làm nhiều tới đâu, mà vấn đề là người ta biết bạn làm tới đâu. Thì cái việc mà manage stakeholder chỗ đấy nó rất là quan trọng. Và nếu mà không có cái đó thì sếp mình hoặc là những cái người stakeholder ở trên, họ sẽ question. Và không chỉ question mình đâu, họ còn question cái team mình nữa. Và khi mà cái team của mình nó không có visibility thì đồng nghĩa với cái việc là resource allocate cũng ít đi, kể cả về mặt nhân sự cũng như là về cái sự chú tâm của stakeholder. Thì những cái đấy nó sẽ là những cái effect mà đến từ cái chuyện mình không deal với lại con người một cách hiệu quả. Thì một trong những cái vấn đề mình chuyển qua engineer, từ engineer qua product thì là cái đó. Thì sau này cũng dần dần phát triển nhiều cái kỹ năng về communication hơn. Thì cũng chậm vía là gần đây mình cũng được bạn BM mình làm cùng bảo là mình communicate với engineer rất là tốt. Tức là engineer không cảm thấy là mình push họ, nhưng mà đồng thời á, là mình vẫn lấy được cái thông tin về cái chuyện họ đang làm như thế nào. Thì nó cũng là nghệ thuật hơn là khoa học. Thì đó là một cái điểm mà Phát có mention mà mình thấy cũng rất là hay. Và nếu mà bạn nào từ background kỹ thuật qua thì các bạn chắc là cũng resonate nhiều. Nhưng mà audience của mình thì cũng có nhiều bạn từ business qua đúng không? Thì nó cũng cho các bạn một góc nhìn về việc làm việc với engineer như thế nào. Tại vì nếu mà engineer chuyển qua product gặp vấn đề là họ quá quen với lại cái context của engineer rồi á, thì việc business chuyển qua product nó lại gặp vấn đề là bạn hoàn toàn không có context về engineer. Thì nó lại dẫn đến cái chuyện đó là bạn đi quá xa vô cái việc là demand progress và gọi là quá aggressive, và không đúng cái thời điểm cũng như là không đúng cái cách hỏi, và cũng không có cái độ thấu cảm nhất định cho cái việc mà engineer họ phải deal với cái sự phức tạp như thế nào. Và đó cũng là lý do mà trong khóa học tụi mình dạy những cái artifact về delivery để mà các bạn build được cái sense thấu cảm về cái độ phức tạp khi mà làm một cái solution. Thì có nhiều người hỏi tụi mình là ủa, đi làm đều có cần phải vẽ mấy cái đó ra không? Thì cũng tùy tình hình ha, nhưng mà cái chuyện mà các bạn biết những cái artifact đó và nó rèn luyện cho bản thân một cái sense về solution, đánh giá độ phức tạp của solution đó, nó không chỉ là về cái việc bạn vẽ ra được, mà nó còn cho các bạn một cái sự gọi là appreciation, tức là một cái sự nâng niu, một cái sự công nhận đối với lại những cái gì mà engineer họ phải giải quyết. Tại vì những thứ họ phải giải quyết chỉ có phức tạp cỡ đó trở lên thôi, chứ không có gì dễ hơn cả. Nên là mình cũng thấy là một cái góc nhìn rất là hữu ích cho tất cả mọi người từ biết hay là tác chuyển vào product. Với cả thấy cái cũng khá à, Phát định nói gì à? À đâu, em đâu có nói gì đâu. À nha, tưởng đấy. Thế là thấy thấy cái cuối Phát nói về chuyện là kiểu phải kiên trì ấy, thì dạo này mình hay nghe kiểu mấy cái self help cho các technical founder, thì kiểu người ta bảo là về kiểu statistically, tức là về về thống kê luôn, là 50% các cái founder là fail không phải vì là họ thiếu tiền, mà là họ bắt đầu chán, họ cãi nhau, họ cắn chửi nhau các thứ, xong rồi họ họ nản, thế là xong rồi công ty fail ấy. Ở chứ chứ xong rồi kiểu họ hết idea, họ nản rồi chứ chưa thực ra kiểu là không không đến từ tiền lắm đâu. Xong rồi cái ông đấy cũng làm investor ở YC ấy, mọi người biết YC không? Đấy thì cũng bảo là phần lớn những cái founder của công ty thành công ấy, là lúc đấy sắp, sắp toàn là sắp hết tiền rồi ấy, nhưng mà kiểu cứ 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 cùa đầu ăn xôi xong cứ cố làm xong rồi phát ra thành công, là phần lớn luôn đấy, phần lớn những cái ở ở portfolio của họ, những cái startup của họ ấy, là toàn kiểu sắp hết tiền đến nơi rồi xong rồi kiểu cứ cố làm thêm cố làm thêm xong cuối cùng là thành công. Và gần như là toàn như thế luôn. Em là kiên trì quan trọng, rất quan trọng, nói thế thôi nhưng mà kiểu mình hiện tại bây giờ mình thấy mình không kiên trì lắm đâu.
Cũng rất là hợp lý. Mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể unmute để nói, hoặc là mọi người chat vô inbox nhé. Ủa lòng không phải inbox, cái chatbox nhầm. Có một cái điểm mạnh nữa của Phát, mọi người có thể đặt câu hỏi và khai thác, đó là Du quan sát là Phát, lúc mà Du làm việc với Phát đó, thì Du quan sát thấy cái cách nói chuyện, cách giao tiếp của Phát đó, cảm giác là nó sẽ vượt hơn các bạn engineer on average. Là Phát làm việc với lại cả business và cả technical đều rất là mượt á. Cái là cái lúc mà Dương quan sát trong cái quá trình mà Phát làm việc ở công ty cũ nha. Cho nên là ví dụ nếu mà các bạn cũng đang ở góc nhìn của một bạn business mà có gặp rào cản nào trong việc communicate với các bạn technical thì cũng có thể hỏi thêm Phát. Ok. Chị Nhi có nói là founder nên yêu thương nhau và kiên trì hả? Phát kìa, kinh nghiệm cái này thì quá là các founder nên yêu thương nhau kìa. Founder, em nghĩ là founder nên nên yêu thương nhau, nếu mà không yêu được thì chia tay. Có cái bài gì gì no one to quit đúng không? Tại vì đối với mình kiểu mình từ ngày xưa đến giờ mình cái quan điểm này thì nó không 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 hợp với cả cái việc khi mà mình làm nô lệ cho tư bản lắm nhá, là mình chỉ làm việc với những người nào mình chơi được không, tức là kiểu khi mà mình không không transparent được với họ, mình không cảm giác an toàn được với họ là mình không không làm được việc luôn đấy. Và ý là literally nó phản ánh lên cái hiệu quả công việc của mình luôn đấy. Ví dụ như là khi mà mình nói với Thành đấy thì mình cảm tưởng, hoặc là kiểu với cả Daphne thì mình cảm tưởng là phải an toàn để mình nói ra quan điểm của mình, xong kiểu người ta cũng respect cái quan điểm của mình. Rồi ngược lại cũng thế, kiểu ví dụ như là người ta nói cái gì mình không chửi vào mặt người ta Chữ trong lòng. thì là chửi trong lòng, nhưng mà mình respect nên là mình không chửi. Ý là thường thường nha, kể cả ở khi mà anh làm việc với dev cái kiểu anh nghĩ bảo ma ngu quá, tại sao thằng này kiểu estimate kiểu cái này đến tận 3 point nó, nhưng kiểu mình bắt đầu mình bảo bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, xong rồi hỏi hỏi một câu thôi, rồi hỏi theo mình, xong rồi mình bảo là em thấy cái này đâu đó nó liên quan đến một ATA object thôi, thì ý là không biết còn cái technical constraint nào mà anh concern với cái này mà estimate nó phức tạp quá không nhỉ. Thì ý là tuy là mình cafe như thế thôi, nhưng mà đến khoảng 80% là đấy là một cái kiến thức mới đối với mình thật, tức là ý là mình không biết thật, và lúc đấy mà mình bảo là mình mà lăng lên là lúc đấy là mình kiểu chui xuống đất rồi đấy. Đấy là các bạn cà phê thì là cà phê Với cả mình thấy cái lúc mà có một cái conflict gì không, chưa chưa nói là conflict nha, nhưng mà có một cái sự mâu thuẫn trong estimation đó, ví dụ như mình đang muốn một cái timeline là như vậy nhưng mà người ta lại sẽ offer cho một cái timeline khác, thì lúc này mình sẽ bắt đầu kiểu suy nghĩ lại coi cái timeline mình đưa ra nó có hợp lý không và tại sao mình lại đưa ra một cái timeline như thế, kiểu như là có phải là ở phía trên đưa xuống một cái timeline không hợp lý hay không. Thì nói chung là sẽ có rất là nhiều cái hướng để mình có thể tiếp cận, nhưng mà mình thấy là tất cả những cái quá trình đó đều sẽ cần rất là nhiều communication, cần rất là nhiều giao tiếp giữa các bên, cả cái bên mà đang đưa cái deadline đó cho mình lẫn cái bên mà mình đang phải đưa cái deadline đó cho họ, và đâu đó phải tìm một cái tiếng nói chung. Nhiều khi mình lại cũng phải chia sẻ với lại cái team của mình là thật ra em cũng không muốn ép anh đâu nhưng mà đây là cái deadline em nhận được chẳng hạn. Nhưng mà anh có thể chia sẻ kỹ hơn, em có thể hỏi lại phía trên là có thể dời cái deadline hay không chẳng hạn. Thì khi mà họ hiểu được cái tình huống của mình cũng không phải là do mình muốn láo hay là gì hết, nhưng mà họ biết là mình cũng có cái constraint và họ sẽ chia sẻ tốt hơn để mình có cái thông tin để mình cầm để mình justify lại với một cái bên khác chẳng hạn. Thì nói chung là chọn nguyên cái quá trình này giống như Phát nói là nó sẽ cần tương tác với rất nhiều các bên. Thì hôm bữa cũng có một cái ý kiến của chị Nhi Trần khá là hay, là có một cái topic về việc là một bạn product designer khi mà đến một cái mức rất là senior rồi thì sẽ làm rất là nhiều cái scope mà overlap với lại các bạn PM á. Thì nhưng mà có một cái scope mà ví dụ nếu mà mấy bạn từ chối làm thì sẽ tức là sẽ có những bạn vẫn tiếp tục làm product designer nhưng mà sẽ không chuyển qua PM. Thì đó là một một những cái scope có thể là về stakeholder management. Thì những bạn mà làm product designer thì nhiều khi các bạn sẽ có không có bị rào cản về cái việc phải phải quản lý quá nhiều những các bên như vậy, so với lại các bạn BM thì các bạn có thể tập trung nhiều hơn vào cái chuyên môn của mình. Thì đó cũng là một cái góc nhìn khi mà một bạn làm designer không có nhu cầu qua làm BM, hoặc là các bạn sẽ muốn tập trung làm bên phía design của mình thôi.
cái nữa mà liên quan tới việc làm việc với engineering á, là đôi khi á, là cái việc mà họ estimate nhiều như vậy là tại vì họ nhìn thấy được cái feature, cái proposed feature của mình nó chạm đến nhiều cái data object. Thì thật ra là một trong những cái nhiệm vụ của product đó của mình đó là mình phải giúp engineer đưa ra những cái trade-off đó, ấy là mình chọn cái trade-off tại vì họ nhìn thấy được những cái trade-off về mặt technical, tức là khi mà một cái solution mà mình chỉ cover một cái object thôi thì mình sẽ có technical debt thì sau này mình phải xử lý, còn một cái solution mà nó hoàn thiện nó cover được cả ba data object đó, thì nó sẽ gọi là nó comprehensive và nó đỡ cái chi phí sau này hơn. Nhưng mà họ sẽ thấy được cái tầng đấy, nhưng mà về product thì mình lấy context, về problem, về cái strategy thì mình sẽ thấy được là ok, cái quan điểm về technical debt đó không sai, nhưng mà hiện tại á, cái đa số user, cái use case của họ chỉ cần cái feature mà nó cover được một data object thôi. Vậy thì câu hỏi ở đây là mà nó cần phải over engineer tới cái mức mà nó phải cover tới cả ba data object hay không? Thì mình sẽ phải input cho engineer những cái ngữ cảnh của customer, của user, rồi cái này nó ảnh hưởng đến cái công việc của họ như thế nào. Thì lúc đó mình và engineer cũng sẽ cùng nhau gọi là collaborate cho cái chuyện problem solving. Thì đó cũng là lý do mà tại sao là một cái người product á, thật ra là mọi người có câu hỏi là product có cần technical hay không á, thì câu hỏi đó không phải là có hoặc không mà nó là một cái giải á. Thì mình chỉ cần mình make sure là mình có được một số cái technical để mà mình empathize được với engineer, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là phải là một cái người expert về customer, về user. Thì chỉ khi như vậy á thì cái value added của mình đối với lại cái tổ chức á nó mới significant, tại vì mình có giỏi technical đến đâu thì đến cùng á, cuối cùng cái người design database, cái người design feature cũng đâu phải là mình đâu, cũng là các bạn engineer thôi. Và cái mà mình add được value nhiều nhất cho họ là mình add được cái context của user về phía công ty, về phía sản phẩm, định hướng để mà mình để mà mình giúp cho bạn engineer, bạn đưa ra được một cái solution mà nó hợp, nó fit được constraint ở nhiều cái tầng. Thì mình nghĩ đó là cái một trong những cái mà product add được value khá là nhiều. Có một câu hỏi của Ngọc khá là hay, khá là practical nè, là mình có thể đưa một ví dụ về một lần hỏi status update với engineer được không? Nói chung nôm na là em muốn biết làm sao để hỏi status update từ engineer mà trong một lòng nhau ok. Có ai muốn biết cái câu này không? Phát hoặc là Thành? Để cho phát đi, để cho phát đi. Ok. Em á thì thường á, thường khi mà start nói chuyện với một bất kỳ một ai, không không kể cả junior, mình nên gọi là mình small talk một xíu. Thì thường thường cái vấn đề đó là mọi người kiểu mọi người jump in cái request nó quá nhanh, ví dụ ê feature mà làm tới đâu rồi đó. Nhưng mà maybe là ví dụ vào một buổi sáng thứ hai, bạn đó bạn mới vào làm xong mình hỏi cái đó, thì bạn đó bạn bạn cũng maybe cũng offend một chút, rồi bạn thấy là thằng này nó không có considerate qua tao mới nghĩ xong cái giờ vô đòi request feature rồi đó. Thì maybe hỏi là ok tuần thứ bảy làm gì đi, không chơi vui không đó. Xong cái thay vì mình hỏi request feature nha, mình nói là ok cái này anh làm design xong nè, anh làm trailer xong nè, em coi em lấy cảm hứng nha đó, em lấy cảm hứng xong em coi em làm feature nhanh hơn, nó ra cái feature nhanh hơn đó đó. Thì nói chung là hoặc là mình tìm một cách khác, ví dụ mình chỉ cho một người khác chẳng hạn, nói là cái anh CTO anh muốn cái feature lắm rồi, giờ 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 mình giúp ra nhanh đi để nó để con anh CTO thấy feature này ra nó đã, nó kiểu kiểu vậy đó. Hoặc một cách khác ha, thì thường mấy bạn có background engineer mới làm được thôi là mình chỗ tài mình chém về engineer. Ví dụ nó nói là em có đang gặp bottleneck ở đâu không, em đang bottleneck ở data model đúng không, theo anh hiểu là cái thành phần này nó liên quan tới thành phần kia, và maybe là nói chung là mình nói là như mình hiểu, rất là hiểu luôn á, nói rất là hiểu cái cấu trúc hạ tầng mình dưới, là mình nói là maybe là em có thể anh không biết cái chỗ, có thể là anh không biết cái chỗ này nha, nhưng mà anh biết là ok anh Huy lead lead engineer, anh biết cái giải quyết vấn đề này, anh connect em với anh Huy đó, kiểu kiểu vậy đó. Xong bên hai bạn giải quyết với nhau thôi, kiểu kiểu vậy. Nice. À. Nice. Có một cách cũng lẹ mà Dung làm là tại Dung cũng
khen cái feature lần trước của bạn đó. Kể như là ơi, cái lần trước anh làm cái đó lên kiểu ảo vãi, đẹp vãi, kiểu kiểu rất nhiều khách hàng khen cái gì đó, xong rồi xong đó ủa cái, còn cái này nó sao rồi, kiểu một cái gì đó rất là nhẹ nhàng vui vẻ. Nhưng mà chắc là chủ yếu là cái keyword quan trọng nhất đó là chắc xây dựng được cái mối quan hệ tốt chứ còn không thì mấy cái tactic mà mình nói ra nó cũng chỉ làm được một hai lần á. Nhưng mà ví dụ như hai bên làm việc hiểu nhau xong rồi kiểu nhìn cái mặt, ví dụ có mấy bạn engineer nhìn Dương mới hỏi là ủa em dạo này sao rồi á, xong nó nói bà hỏi thẳng luôn đi bà, kiểu kiểu như là nó nói là nghe chị hỏi là em biết rồi, chị dài dòng quá. Nói chung là kiểu mấy bạn nó biết luôn là mình muốn hỏi cái gì rồi thì mấy bạn nó sẽ là cái purpose ở đây là ý là mình làm cái đấy nghe cốt lõi để mình quan tâm những người ta trước ấy. Ví dụ kiểu anh thấy người ta mệt xong rồi chạy, kiểu tự nhiên mình hỏi câu đấy thì dễ là ăn cái bàn phím hoa mặt lắm. Nên là kiểu mình ý là mình để ý người ta tí, tức là kiểu ví dụ người ta trong mốt làm việc rồi ấy, hoặc là kiểu thường thường thì lúc mà anh đi vỗ vai dev thì anh sẽ xem là bạn ấy có đang làm việc tập trung không. Ví dụ bạn ấy mở Facebook một phát thì mình ok, mình nhảy vào mình hỏi luôn. Còn nếu mà bạn ấy đang code gì thì hỏi là có hỏi được không, hay là kiểu tí nữa tao không, tí nữa rảnh thì tao hỏi, kiểu thế. Trong những cái mà Thành làm là sẽ kiếm một cái gì đó bạn đó làm xong rồi đăng lên Slack channel public có nhiều anh, xong rồi mình khen ồ cái này cool quá các thứ, xong rồi sau đó mới đi nhắn tin cho bạn đó private hỏi là em ơi cái này làm tới đâu rồi em ơi. Thì ra mấy cái này nó cũng khá là tactical chứ cũng không có một cái framework gì mà nó giúp cho mình làm cái này tốt, với lại tùy vô cái mối quan hệ hiện có nữa. Chứ mình với engineering mà đã có mối quan hệ không tốt thì thật ra thảo mai thì nó cũng phải tác dụng á, nó gượng lắm trên, cũng khá là khó. Có Ngọc cũng hỏi mấy case khá thực tế nè, có cái ngoài case overestimate thì mọi người gặp case nào engineer underestimate và đến hết sprint thì task không xong. Thì chắc hơi xin nhờ engineer hả? Thường lại xin nhờ thì chỉ hay bất lời lắm. Không xin nhờ lắm chị. Xin nhờ hay không? Với cả cũng tùy bạn ấy, ý là anh nhiều thấy các bạn sẽ tùy vào tính nữa, một là cái độ junior thì anh thấy đúng, và cái hai tùy tính ấy. Ý là có một bạn ngày trước anh gặp bạn đấy thì cũng cốt giỏi lắm nhưng bạn ấy rất là tương tự. À, xong rồi tuy là cái feature đấy mà bạn ấy làm được, có thể là làm được trong một ngày thôi, nhưng bạn cốt ẩu cực, à, cốt xong toàn lỗi không, nghĩa là ý là cái lỗi đấy là do bạn ấy ẩu thôi, chứ anh biết là hoàn toàn là bạn ấy có thể làm được hơn nhưng bạn ẩu và lười. À, anh nghĩ cũng tùy nữa, thì đúng như Daphne nói là buffer, nếu mà junior quá thì buffer, còn bạn nào mà em estimate xong thấy bạn ấy cũng kiểu bị overestimate quá thì em buffer, hoặc là kiểu em cũng đặt ra câu hỏi là ví dụ như buffer một ngày thì mình sẽ hỏi là ok vậy những cái về user experience như là chuyện sorting ở trên màn hình này thì em tính em có làm lâu không? Tức là đấy mình cứ hỏi, mình cứ hỏi lại người ta để người ta tự ví dụ. Với một góc nhìn nữa là từ cái góc độ mình tập trung vô improve process hơn là những cái specific instance ấy. Giống như là cái việc mà Ngọc nói underestimate đi, thì cái nguyên nhân là do đâu? Tức là do bạn đấy không nhìn thấy được một số cái khía cạnh về technical, hoặc là bạn không có context về user có những cái use case như vậy cho nên bạn không tính tới, hoặc là do đâu? Thì khi mà mình retro mình thấy được những cái đó thì nó sẽ giúp cho mình improve cái process về đường dài. Còn thật ra là trong thực tế thì cái chuyện overestimate hay underestimate trong một vài sprint hay là trong một vài tuần thì nó cũng không phải là vấn đề, trừ khi nó thể hiện lặp đi lặp lại nhiều và nó thể hiện một cái vấn đề nó mang tính chất hệ thống hơn thì lúc đó mình cần giải quyết. Còn underestimate thì cũng bình thường thôi, tại vì ngay cả software engineering nó là một cái lĩnh vực cũng phải deal rất là nhiều cái sự phức tạp mà. Maybe là nó rõ ràng hơn product một xíu thôi, chứ nó cũng rất là phức tạp. Nếu mà chị phải recap thì chị nghĩ những cái tactic này nó là những cái em có thể thử trong ngắn hạn, nhưng mà về dài hạn thì nên
em cho cái câu chuyện là làm việc rất là hiểu ý nhau á. Tại vì nếu mà em làm việc với bạn nó một thời gian rồi á, thì đến một lúc nào đó kiểu em iterate những cái tactic của em với bạn á, thì đó lúc nào em sẽ chạm được đúng cái tactic mà nó phù hợp cho cái team của mình. Ừ. Thì chị nghĩ là những cái mà nãy giờ share ra thì đâu là những cái mini experiment mà mọi người có thể thử đụng tới cái nào thấy à cái này là cái mà nó works, thì xong rồi mình cứ tiếp tục phát huy cái đó. Chứ cũng phải là còn một khi mà team đã làm việc với nhau được vài project, vài sprint rồi, nhiều khi là cũng tương đối là ăn ý rồi. Còn lúc này mà em nhìn thấy có một cái vấn đề nào nó sâu xa hơn và nó khó giải quyết hơn, thì cái này chắc là phải lúc em phải ngồi em lại cũng phân tích vấn đề và giải quyết thôi. Nhưng mà nó lại là câu chuyện khác. Còn những cái nãy giờ nó hơi tactical, nó hơi mang tính mini experiment để thử nghiệm trong khoảng thời gian kiểu ngắn ngắn. Chị Nhi có hỏi là, nhưng mà thí dụ như là một cái deadline được đưa xuống mà coi như bị fix, tức là hard deadline không có đổi được, thì bình thường mọi người có push xuống hay không? Phải có muốn trả lời câu này trước không em? Hiện tại thì với Holistic thì em không có bị hard deadline, nhưng mà ở công ty cũ thì có thì thường. Tại nói chung về cái đặc tính của công ty cũ là startup á, nên cái uncertainty nó không có. Nhưng mà về cái bản chất của team business đó, nó vận hành á, ví dụ là mấy bạn business á, mấy bạn đó đã quen với cái việc là có một cái fixed deadline rồi. Ừ, cái này mình cũng dễ hiểu thôi. Ví dụ như là mấy cái marketing campaign nó mấy bạn làm thì ok, tới ngày này đăng thôi, tới ngày kia đăng thôi. Rồi mấy cái chiến dịch partnership nữa, tới ngày này gặp ông này, tới ngày kia gặp kia. Đó thì mấy bạn có, tức là rất là tự nhiên mấy bạn sẽ có expectation là ok, đẹp là cái năm này có cái feature này nha, thứ hai mình có feature kia nha, thì cái đó là mình hiểu được đó. Thì nói chung cái case về startup cũ thì em không có solve được, là em chưa manage được expectation từ phía technical đó. Thì cái giải quyết thực ra lúc đó là kiếm một bạn dev thật là nhanh, ví dụ như là bạn đó dev cái frontend maybe một ngày gì đó đó, có thể bỏ qua tất cả các ràng buộc technical, tech dev cũng được, có cái landing page ngon để đó là ok đó. Thì cái đánh đổi là business có một cái thấy output liền, output nhanh, đúng maybe sớm hơn cái thời hạn rất là nhiều, nhưng mà nó sẽ đánh đổi về cái technical. Nice, kiểu vậy. Yeah, nice. Anh thấy cái đó nó cũng hay, tức là cái việc mà thật ra khi mà mình có một cái ràng buộc mình không thay đổi được á, thì luôn luôn nó đi về cái chuyện là mình tìm cái ràng buộc nào khác mà mình gỡ bỏ được thôi. Đó, thí dụ như ràng buộc về timeline mà không gỡ bỏ được thì mình phải gỡ bỏ cái ràng buộc về cái chuyện không có technical debt, hoặc là clean code hay là sao đấy về mặt technical. Thì quan trọng nhất là mọi người phải align được cái trade-off đó. Tức là ok, mày đặt ra deadline như vậy thì tao commit được, nhưng mà tao nói trước là deliver xong á, thì về đường dài nó sẽ có những cái hậu quả như vậy nè. Thì và sau này nếu mà mày làm cái feature này nó dính tới cái chỗ này có technical debt thì nó sẽ làm rất là lâu, nó sẽ có cái độ phức tạp hơn. Thì bây giờ mày có chấp nhận trade-off đó hay không? Thì đó là một cái cách để mà mình gọi là mình deal với những cái tình huống như vậy. Với cả em nghĩ là nếu mà đối với cả mấy cái constraint đấy, khi mà mình kể với team mình tránh nói là kiểu đổ lỗi, ý là cái này không phải em ép mọi người đâu nhé, mà do anh CTO ép mọi người nhé, thì chỉ là cứ kể fact thôi, mọi người cứ kể là anh CTO fact như này, em thấy cái tình huống là đang như thế này, thì mọi người có input gì không. Thì gần như là kiểu giống như đợt trước em có hay nói với cả mọi người là để cho mọi người một cái problem context ấy, để mọi người xử lý ấy. Chứ còn mình cứ ngừng ngồi đấy, đấy mọi người cần thông tin gì về problem thì em đưa cho mọi người, kiểu sau đó mọi người tự nhảy vào giải quyết problem luôn. Hoặc là kiểu nếu mà mọi người phải tăng ca thì mọi người cũng tự nhận thấy cái constraint từ cái contact đấy luôn. Cũng đỡ. Có một ý cũng hay, đó là kiểu mình không nên blame lên trên á. Thì cái point ở đây là mình cố gắng mình communicate đúng những cái constraint á. Thì thật ra là kinh nghiệm mình đi làm á, mình gặp nhiều trường hợp là ở một bên á là kiểu blame sếp, để coi như mình không cần phải chịu trách nhiệm cho những cái deadline nó unreasonable.
Còn một bên á, là mình đẻ ra những cái lý luận vớ vẩn, nếu mà mình bảo là ừ các bạn phải có buy-in về vision hay là các bạn phải thế này thế kia, tại vì anh sếp mình có những cái này nó hay lắm mà các bạn phải hiểu ra được là tại sao mình phải làm cái này, nhưng mà thật ra là nó cũng không có lý lẽ gì vững chắc lắm. Thì một bên là kiểu đổ lỗi sếp và một bên là cố gắng bảo vệ sếp mà không có cái lý lẽ, thì mình nghĩ là tốt nhất là ở cái trạng thái ở giữa đó, là mình nói ra cái sự thật và nói ra ở một cái cách mà nó thể hiện đúng cái constraint của hiện tại. Chứ thật ra mình không biết là mọi người như thế nào, chứ engineer và designer là những con người rất là thông minh, mọi người nói mấy cái thứ vớ vẩn ra thì họ cũng biết trước sau thôi, chứ cũng không lùa được ai đâu, nên là khó khó để mà kiểu Truyền cảm hứng. nói sai sự thật lắm. Ấy là truyền cảm hứng nó nên đến từ cái việc mà mình thật sự mình được inspire và mình nói ra cái đó thì nó thật sự truyền cảm hứng. Chứ nếu mà sếp ép mình xuống một cái gì đó và mình không có cách nào khác, mình cũng ép tim thì ok cứ nói ra constraint là như vậy, cũng không cần phải đổ lỗi ai hết trơn, thì nó là như vậy thì như vậy thôi. Mọi người có option làm hoặc là không làm, không làm thì nghỉ hay là sao đó, nó ok, mọi thứ đều là fair game. Chắc cũng cần sự khéo léo chút xíu. Có chị Nhi hỏi hai câu nha. Chị Nhi hỏi là có thêm cái phần về phẩm, xem phẩm chất của mình có hợp làm BM không, cái đó phát có phần đó không ta, hay là cái phần mà observance với cả courage. Cái nào ta, chị nói lại cú đúng không? Đây đây, chị Nhi hỏi là hình như còn nội dung về việc xem phẩm chất của mình có hợp BM hay không, thì em có nội dung nào như vậy không? Xem em có nói chung nãy là cái câu hỏi mà Sơn, bạn Sơn khóa cũ á, hỏi á, thì lúc mà em thấy câu đó là tức là bạn muốn hỏi là mình có test được không, mình có test được không. Thì quan điểm của em là tại sao phải test á, tại theo em nha, cái phẩm chất này nó được tôi luyện em tại tại là tại internally em rất là ngại, em tức là ví dụ như là mọi người nhìn cái front end là ok thằng này nó nói chuyện kiểu rất là lưu loát rồi, thằng này nhưng mà nó là cái front end thôi. Rồi mọi người thấy ok thằng này nó nói chuyện khách hàng, ồ chắc là nó tự tin lắm. Nhưng mà như này, tức là lúc mà em gặp các user lần đầu tiên á, em sợ bay đái luôn. Ở bên kia là thằng Tây, bên kia là thằng Tây, còn mình là nhỏ xíu ở Việt Nam, kiểu mình sợ bay tè luôn đó. Rồi nó tức là về cái ngôn ngữ nha, về cái ngôn ngữ nó đã rất là superior hơn mình, tại nó phát âm chuẩn hơn đó. Thì thật ra mình làm lần đầu mình thấy mình cười cười, nhưng mà nó chỉ là cái đầu lúc đó thôi, đầu lúc đó thôi đó. Thì cái em nói là dũng cảm, mình làm thêm mấy lần nữa, tự nhiên cái vài lần nữa cái mình biến mình thành cái người đó luôn, mình biến mình thành là cái người làm discovery cho team, mình biến mình thành cái người communicator cho team. Mặc dù là lúc lúc đầu mình sợ bãi tè luôn, nhưng mà mình thử đi, mình thử cố gắng mình biến mình thành người đó đi, mình làm người đầu tiên mình biến thành người đó à, chứ không có kiểu là ok phải có cái phẩm chất đó rồi mình mới build. Ok, recap ngắn cho chị Nhi là fake it till you make it. Dũng cảm lên. Nếu mà chị đang nghĩ là chị không hợp thì hãy hợp lên, là chị sẽ hợp. Em nghĩ theo em thì có những cái nó chắc chắn là không hợp. Giả sử là mọi người cực kỳ hướng nội thì em nghĩ không đừng, nếu mà quá hướng nội thì thôi, tại vì mọi người còn chả thích làm với con người thì vừa phải internal stakeholder xong là external stakeholder, thì em nghĩ thôi dẹp đi. Hai là kiểu mọi người sợ uncertainty ấy, ví dụ những cái công việc như là về chuyên môn, ví dụ là những cái bạn làm, nhất là những cái bạn mà làm nghiên cứu sâu, những cái bạn làm đấy, bây giờ cả kể cả làm dev, nhiều bạn dev muốn giỏi và không không muốn lên lead luôn nha. Em gặp rất nhiều bạn rồi, bạn bảo là không muốn lên lead đâu, tao chỉ muốn làm lên senior rồi lên lương thôi chứ còn không lên lead, kiểu như là không 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 muốn phải 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 đi làm quản lý hoặc là đi gặp quá nhiều người ấy. Thì em nghĩ đấy cũng là một cái không hợp. Với cả cái thứ ba nữa, em nghĩ là cái insecure về cái thế giới quan của mình, tại vì em gặp mà một số bạn PM, ý là PM cũ của em luôn, bạn khá là insecure về về cái thế giới quan của mình, nghĩa là khi mà có một người nào có quan điểm khác đi, bạn ý là kiểu bạn ý sừng cồ lên luôn ấy và thái độ luôn ấy, thì ý em đang không nói đến cái việc thái độ của bạn ấy như nào, nhưng mà ý là bạn ấy không chấp nhận được cái thế giới quan ở bên ngoài nó khác cái thế giới quan của mình, thì em nghĩ cũng không nên làm luôn. Thì lúc đấy
lại quay về những cái công việc mà nó chắc chắn hơn thôi. Học học chắc chắn là nó đúng, áp dụng phục phát là nó ra ngay. Thì về cái đấy thôi. Thì đấy, thì em nghĩ là chắc là có những cái nào nó chắc chắn không hợp thôi. Còn nếu mà hợp thì cũng khó. Ok. Có một câu nữa của chị Nhi là hình như là có một cái myth là làm product thì career path kiểu sẽ ngắn đúng không mọi người? Tới 35 tuổi thì ít người làm PM. Em thấy cái câu này nó đúng cho tất cả các ngành đúng không chị? 35 tuổi thì người ta không thích đi làm nữa. Người ta sẽ thích nghỉ việc, muốn làm cái gì đó của chính mình. Ý là nó sẽ đúng cho rất nhiều ngành. Nên lại cũng không biết cái trigger nào khiến chị có cái quan sát này. Yeah, với lại làm product nó thật sự là nó rất là nhiều cái uncertainty á, cho nên nó là dẫn đến trường hợp tới một cái độ tuổi nào đó maybe, ấy là mình không biết nha, nhưng mà đối với mỗi người maybe có một độ tuổi nào đó mà các bạn thấy hiện tại nó đủ rồi, ấy là mình đã làm đủ, mình đã trải nghiệm đủ, mình cũng không cần phải gọi là cố đấm ăn xôi để phải giải quyết quá nhiều vấn đề trên thế giới này nữa, mà mình muốn tận hưởng cuộc sống của mình thì ấy là nó ổn, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà lúc đó thì nó sẽ khó để mà mình thực sự là mình phát triển như là một cái người làm product. Thì tại vì tính chất công việc nó là vậy mà. Trừ khi là mọi người chọn một cái career path ở những công ty mà nó gọi là rất là lớn và cái nhịp điệu rất là chậm thì ok. Nhưng nếu mà không thì chắc là cũng nó có một cái giới hạn, nghĩa là một cái liên quan tới cái độ tuổi, nó liên quan đến cái chuyện mình có còn muốn spend nhiều effort để deal with uncertainty hay không, và nó liên quan đến cái tính chất công việc PM là nhiều uncertainty thì maybe là nó có một cái giới hạn gì đó mình cũng chưa biết. Ok. Ủa em có bị sốc câu hỏi nào? Xin mời Bách. Hello em. Mọi người hơi nghe được, nó hơi robot một tí. Hơi nhỏ, tiếng em hơi nhỏ tí. Vâng, ok. Thì em thì cũng từ phát triển sang PM. Thì em có câu hỏi cho các anh chị. Thứ nhất là em biết là với product manager thì cũng là phí kinh mạng của rất nhiều thứ. Nhưng mà em cảm thấy là cũng quan kết rất là mình thực sự khi mình làm việc với team mình không biết hoặc là mình không hiểu ấy, thì có những lúc mà mình phải thực sự mình chấp nhận không hiểu họ đang làm gì. Mình không hiểu cái bản chất công việc của họ thì những lúc đấy thì mình phải làm thế nào để có thể communicate với họ mà một cách hiệu quả nhất, mặc dù là có thể là họ đã làm một cái gì đấy rất là technical, rất là business, không hiểu được. Và cái thứ hai nữa là em khá là băn khoăn là khi mà mọi người nói chuyện về việc là làm PM thì phải khéo léo, nhưng mà về cái trải nghiệm cá nhân của em thì có những cái lúc mà em mong muốn là senior là manager của team em sẽ cứng rắn hơn một chút, grower spine một chút khi mà nhận những yêu cầu nó hơi quá đáng từ cấp trên. Cái lúc mà mình em cảm thấy rằng là em muốn cái người mà tiếp team mình hoặc là manager mình phải đứng dậy, mình phải đứng lên và bảo vệ đồng đội khi mà trong những cái meeting với C level, thì em muốn biết là rằng là mọi người đã bao giờ trải qua cái trường hợp nó chưa. Sorry, anh recap lại tại vì nó cũng hơi gọi là rè một xíu. Câu đầu tiên của em là khi mà mình làm product thì gặp những cái role mà nó ấy là mình không hiểu được họ làm gì, đúng không? Nó quá technical hoặc là nó quá là business thì làm sao để mà mình có thể giải quyết, mình chấp nhận là mình không hiểu hay là mình làm thế nào, đó là câu 1 đúng không? Câu 2 là về cái chuyện là làm PM thì mình phải khéo léo, nhưng mà đồng thời em cũng muốn một cái người lead mà có thể bảo vệ cái team product của em, cái team của em khi mà trong những cuộc họp với CEO. Anh recap về đúng không ta? Cái ý của bác là không, nói chung là những cái request vô lý và các kiểu thì sẽ phải against lại được. Ok, anh nghĩ là cái câu đầu tiên thì thật ra trước giờ anh chưa gặp ai làm cái gì mà nếu mà anh hứng thú với công việc người đó của người đó mà anh không hiểu được, thì nó sẽ có những cái tạp mà mình không muốn hiểu, mình cũng không hứng thú với cái domain đó, mình cũng không hứng thú với lại cái tính chất công việc của người ta.
cho nên mình không muốn bỏ effort để mà mình hiểu người ta làm gì. Thì anh nghĩ là có case đó, và trong những cái trường hợp đó thì đôi khi là nó là cái indicator của cái chuyện là thì mình không hợp với cái domain đó thì mình không nên tiếp xúc thôi. Còn thật sự là trước giờ anh đi làm á, ít khi nào mà anh gặp được một cái người nào mà anh họ làm một cái công việc hay là một cái gì đó technical business, họ làm gì cũng mà anh cảm thấy là anh không tài nào hiểu được, mà anh tới cái trạng thái là bây giờ phải làm sao hết, anh cũng chưa gặp cái case đó bao giờ. Chắc là mọi người sẽ có cái chắc để Dương share cái câu này cho. Thật ra cái này không phải là trường hợp của chị, nhưng mà hồi đó chị có được phỏng vấn một anh là director of data ở Chợ Tốt. Mọi người biết Chợ Tốt đúng không? Thì ảnh cũng có cái background là làm ngân hàng á, làm kinh tế, xong ảnh chuyển ngành qua làm data. Thì lúc đó ảnh lead một cái, nói chung ảnh làm việc với một team engineer, team kỹ thuật, và ảnh cũng bị cái trường hợp giống như Bách nói là vì ảnh không có background nên thật sự có nhiều cái ảnh không hiểu được sâu về mặt kỹ thuật á. Thì lúc đó ảnh nói một cái ý là thì ảnh lấy điểm mạnh bù điểm yếu, có nghĩa là mình chấp nhận cái câu chuyện là mỗi bạn có một cái điểm mạnh riêng, và khi mà bạn ở bên business thì bạn sẽ có một cái điểm mạnh riêng về mặt là bạn sẽ có cái nhìn toàn cảnh hơn về doanh nghiệp, về khách hàng, về cái thứ, thì cái đó là cái điểm mạnh của bạn, và bạn chấp nhận là bạn yếu ở cái khía cạnh về kỹ thuật chẳng hạn. Thì và miễn sao là bạn có thể làm việc với team của bạn để đâu đó mọi người cùng xem nhau là một cái team á, mình cùng đang hướng về một cái mục đích chung nào đó. Và tao có cái điểm mạnh này, mày có cái điểm mạnh này, thì tụi mình làm việc với nhau để mình push it forward. Thì cho dù là tao không có hiểu thật sự kỹ quá cái quá trình mày đang làm, nhưng mà tao tin tưởng là mày có thể đưa cho tao những cái update hoặc là những cái thông tin mà tao cần biết đủ để cái team mình move forward. Thì đó là cái cách mà ảnh làm đó. Phát phát muốn nói gì? Em không, mọi người cứ nói tiếp. Cái này ý là vừa trả lời cho một câu hỏi mà không hiểu, ý là em công nhận cái việc nói là không hiểu thì nó rất là, ý là một là nó có thể show là mình ngu, có thể mình ngu thật, nhưng mà mình cũng rất ngại nhận được cái điều đấy. Cái thứ hai là như kiểu là mình hơi vô trách nhiệm ấy, thì em đang nghĩ đến cái đấy hơn. Tại vì nếu mà em nói chuyện ở cả marketing với cả giả sử nhá, mọi người là designer, xong rồi tự nhiên em hỏi một câu là mọi người đang nói chuyện, xong em hỏi một câu là element là gì hả chị? Ủa ôi, mà hỏi những cái câu cơ bản như này là kiểu disrespect lắm luôn ấy. Thì đối với em là cái gì mà không hiểu thì mình cố gắng mình đi tìm hiểu nếu mà nó là cơ bản. Còn nếu mà nó mà phức tạp thì thường em sẽ nói luôn là cái khái niệm A này em đang hiểu nó đến đây nhá. Thì có những cái đoạn này là em chưa hiểu, thì anh có thể giải thích cho em không? Tức là em muốn show cho họ là em respect họ, em đã tìm hiểu trước rồi. Nhưng mà cái thông tin cuối cùng đấy, cái mạnh thông tin cuối cùng đấy là họ đang cầm và em không biết, thì lúc đấy em mới hỏi thôi. Nên là kiểu em nghĩ là cả hai hướng, tức là một là mình phải chuẩn bị từ trước đấy rồi để mình respect họ, giống như là cách mọi người đang học ORD hay là workflow hay là về relationship ấy. Lúc đấy mọi người hỏi mối quan hệ một nhiều là gì thì dễ là đánh vào mặt cho đấy. Nên là kiểu lúc đấy thì mọi người nên biết những cái cơ bản để mọi người giao tiếp. Còn yes, những cái nào mà khó quá thì nếu mà mọi người chủ động, mọi người tìm hiểu rồi thì mọi người có thể nói ra phần biết. Còn nào thì nghe có một cái rule of thumb về câu chuyện mình nên học cái gì và bổ sung kỹ năng gì á, là mình sẽ luôn double down vào điểm mạnh của mình, có nghĩa là invest vào điểm mạnh của mình, và mình sẽ không để điểm yếu là bottleneck hoặc là blocker cho cái công việc của mình. Thì đó là cái rule of thumb. Thì có nghĩa là ví dụ như em không biết cái đó đúng không, nhưng mà không biết nó cũng nằm trên một cái phạm vi, nó một cái spectrum là rất không biết và nó sẽ ảnh hưởng tới công việc, hoặc là cũng biết không biết quá sâu nhưng mà đủ để làm việc với các team khác. Thì đâu đó nói chung miễn sao em di chuyển trên cái phạm vi đó để cho nó không ảnh hưởng tới công việc của em, thì chị nghĩ đó là cái phạm trù biết và không biết. Mới là bắt lại cái point này nãy mình nói là thật ra là nếu mà mình đã muốn hứng thú và muốn học về một cái gì đó thì thật ra mình thấy kiểu nào mình cũng sẽ có được những cái kiến thức và tiếp xúc được những cái nó rất là căn bản, và mình cũng sẽ hiểu được thôi, và mình cũng sẽ hiểu được ở cái mức mà mình có thể bắt đầu mình khai phá cái vấn đề, hoặc mình nói chuyện với những cái người mà mình những cái người đó thì nó dễ hơn. Nhưng mà trường hợp mà kiểu mình không hứng thú với cái đó rồi á, và tệ hơn nữa là không chung mục đích á, thì cái trường hợp đó nó khá là khó.
thì lúc đấy nó lại là một cái dynamic mà maybe là người ta sử dụng những cái thông tin kiến thức đó, người ta đang cố gắng, người ta đạt được cái mục đích của họ, thì lúc đó nó lại là một cái dynamic hoàn toàn khác rồi. Đó là cái câu của Bách, nó kiểu hiểu theo hai hướng á. Thứ nhất là đơn giản là ok, bây giờ mình BM mình không có technical, bây giờ bạn technical nói mà mình không hiểu thì mình làm như thế nào, đó là một hướng. Còn hướng thứ hai á, là nếu mà ví dụ như mình gặp một cái người đó nói gì mà mình không hiểu và mình cũng không muốn hiểu nữa thì lúc đó làm như thế nào. Thì nghĩa là có hai cái hướng suy nghĩ. Cái hướng một á, thì nãy giờ mọi người cũng chia sẻ rồi. Cái hướng hai á, thì anh nghĩ là hơi hơi khó để giải quyết. Đó, đó là câu đầu tiên. Còn câu thứ hai liên quan đến chuyện là vì em vừa phải khéo léo mà vừa phải push, em muốn em vừa phải push back nữa, đúng không? Thì thật sự nha, cái chuyện mà cứng rắn á, anh nghĩ là nó cần thiết, nhưng mà thực tế á, em cứng rắn á, thì trong thực tế cái việc mà push back và fight back lại á, nếu mà làm được á, thì ai cũng làm. Thì khi mà không làm được thì mình phải làm như thế nào, thì đó là cái lúc mà cái sự khéo léo nó đi vào. Còn đương nhiên đó là nếu mà mình có cái context về customer, về business, về product thì mình chắc chắn nên push back lại khi mà có những cái request vô lý. Và hầu như là trong những cái trường hợp mà nó lý tưởng là người ta expect mình push back lại, tại vì đôi khi người ta chỉ đưa ra một cái idea, một cái gì đó và nó không thể hiện đầy đủ cái sự phức tạp của vấn đề, thì người ta chỉ cần mình là một cái người để mà gọi là communicate kiểu kiểu brainstorm cùng đó, thì lúc đó mình nên push back và mình nên có những cái perspective của mình, thì đó là ok. Còn thực sự là khi mà bị ép xuống rồi đó, thì mình đi làm công ăn lương, cuối cùng vẫn là công ty người ta thôi. Thế là push back thì push back kiểu gì giờ, đúng Hay. không? Với cả anh nghĩ vừa nãy cái angle của Daphne hay ấy, ý là thậm chí nó để cái framing của mình là mình có push back lại hay không, nhưng mà mình quên mình không hỏi là vậy thì hướng nào là hướng ở giữa ấy? Hoặc là kiểu nhỡ đầu cái gap giữa context là gì, tự mình dựa trên cái nguyên tắc về collaborate thì không 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 có nghĩa là mình sẽ fight. Chắc fight nó là cái solution cuối cùng rồi, thì có thể xem là có cái cách nào collaborate không, hoặc là có cái gap nào giữa hai bên không, kiểu nhỡ đâu là sếp mình thì đang không hiểu lính mình đang có cái constraint gì, rồi lính mình thì không hiểu là head of product đang có constraint gì, kiểu thế. Hồi xưa Thành cũng push back dữ lắm, cho nên là qua công ty khác rồi. Cái kết cặp lại. Bách bách có muốn follow up gì không? Hay là có muốn clarify là follow up gì cái trên hay cái câu hỏi và câu trả lời của mọi người không em? Là sorry Bách, không biết tuổi. Câu hỏi hai thì em, câu hỏi hai thì em sẽ respond với em cảm ơn. Câu hỏi thứ nhất thì thực ra là nó có được cái giải pháp cá nhân. Đấy là hồi trước khi mà bọn em làm cả cái dự án về nó involve cái công nghệ mới, với công nghệ mới là PM business, thì công nghệ mới ở đây là blockchain, và cái blockchain là cái mà em cảm thấy gần như là impossible có thể giải thích với business, mà làm thế nào để mà cho họ hiểu được. Đến cả những cái rất là đơn giản, ví dụ như là bây giờ em đi blockchain level 2 hay level 1, nó sẽ làm ảnh hưởng đến business plan, tại vì là đi trên level 2 thì cái economics sẽ khác với build trên trên level 1. Và cái business thì phải hiểu điều đấy. Nhưng mà em cảm thấy rằng là khi mà em nói chuyện với nhau thì nó rất là, em cảm thấy rằng là với em thì khi mà em giải thích em thường là đi vào cái đó là cái tổ phân, nhưng mà business thì không hiểu đâu. Nhưng bản thân business thì mình bạn ấy cũng quan tâm là cái việc là pitch deck, hoặc là làm thế nào, hoặc là draft ý tưởng idea, và sau một lúc đấy bạn sẽ bảo là ok rồi, mày mày cứ chọn cái gì nữa, ta sẽ khai cho cái này sau. Thì kết quả đến cùng một cái business plan và một cái plan, nhưng mà hai cái đó nếu mà mình nhìn kỹ thì nó không không tác phù với nhau. Ok, anh hiểu. Tức là vấn đề ở đây là sản phẩm về blockchain, công nghệ về blockchain, business thì đang không hiểu về blockchain, nhưng mà họ lại rất là quan tâm tới những cái spec và timeline. Thì họ, mà khi mà em giải thích thì họ lại không không hiểu. Và cuối cùng là một cái business plan thì nó một đằng, còn implementation plan thì nó một nẻo. Ok, anh nghĩ là cái
vấn đề này thì nó lại quá quan trọng. Quan trọng lại là mình có đang cùng hướng về một cái goal chung hay không. Giống như Dương nói hồi nãy, tại vì nếu mà mình đều hướng về cái goal là làm cho nó work á, thì business phải compromise và technical phải compromise thôi. Tức là hai bên đều phải thật sự là hứng thú về cái domain của nhau. Em giải thích về cái context về blockchain thì họ cũng phải cố gắng hiểu, và họ cũng phải cố gắng giải thích ngược lại cái context về tại sao họ có cái business plan và họ quan tâm đến cái specification đó thì nó mới work. Còn nếu mà không á, thì cái dynamic đó thường nó lại khá là khó để mà manage. Tại vì nếu mà BM á, tại vì BM là cái người chịu thành công cho sản phẩm mà nó là BM gọi là business oriented mà lại không hiểu về cái technology bên dưới mà sản phẩm sử dụng á, thì anh thấy cái đó hơi kỳ. Cái đó anh thấy nó không fit lắm. Khi mà làm product thì cái người product đáng lẽ là cái người ở giữa, cái người ở giữa mà cái người gọi là nói được nhiều ngôn ngữ á. Trong trong cái khóa của tụi mình cũng có nói là cái ngôn ngữ của product thì thường nó là về problem space đúng không? Nhưng mà thực tế là khi mà đi làm á, mình cũng phải biết mỗi cái một chút, giống như hồi nãy Phát có nói engineer một chút, design một chút các thứ. Thì BM là cái người supposedly đáng lẽ là phải trung hòa được và nói được nhiều ngôn ngữ của các team khác nhau, thì mình có mới có cái empathy ở nhiều cái khía cạnh để mình make decision. Cho nên là nếu mà BM không có cái empathy về cái technology hoặc là cái solution đó, thì anh nghĩ cũng khó. Ok, tác ớ lụng tắt thỏa mãn chiên hay đã chưa? Không nghe lắm. Có một cái của chị Nhi nhắn hay phết này, đã làm với cả PM xong rồi. PM mỗi khi propose idea thì nói các đội confident luôn. Xong rồi để biết là designer có cần support hay không, hay là cần push back để gain confident. Này đỉnh cao đó, đây là một level mới của transparent. Nhưng em nghĩ cái này kiểu nó cũng chắc là bạn cũng build được một cái construct mà nó có cái sự an toàn về mặt tâm lý, nó có cái psychological safety, nó có cái sự an toàn về mặt tâm lý thôi. Hay kì bye bye. Ok, còn chị Nhi có, chị Nhi Lê có hỏi là từ giờ để kéo lại câu hỏi, những style management của BM nào mà mọi người thích và có thể apply cách làm việc đó cho hiệu quả, từ những người mọi người thấy thú vị để học theo. Ok, style management hả? Management về con người hay là về công việc ta? Chắc về công việc hả? Công việc thì đối với em thì là tùy. Ví dụ như là những cái người nào mà đấy, là không phải racism, đây là kiểu chọn nó đúng characteristic để mình chơi nhá. Ví dụ là những cái người mà ở miền Bắc thì thường thường là sẽ cần cái sự bắt buộc hơn một tí. Tức là kiểu họ không có cái tính tự giác nhiều, nhưng mà kiểu họ sẽ được cái là họ làm rất là chắc chắn, gần như là làm cái gì là đúng là cái đấy luôn. Còn ở miền Nam khi mà em manage các bạn dev thì các bạn thì sẽ là kiểu ở khá là tự giác làm, nhưng mà kiểu tự giác thì đôi khi là kiểu bị bay quá. Đấy, thì em phải tùy. Đối với cả những cái bạn nào mà một là thường thường ở miền Bắc, hoặc là những anh dev lớn tuổi, thì lúc đấy mình sẽ phải ép một tí chứ mình không tự giác được. Còn những cái bạn nào mà bạn mình thấy tự giác thì gần như em empower bạn ấy hoàn toàn luôn. Tức là kiểu em bảo đấy, mày làm cái này đi, problem là như này này, cái metric mà muốn improve sẽ là như này này, anh kiểu đấy. Chắc disclaimer tí xíu, câu rồi em thấy cũng hơi generalize, chắc chia thành hai nhóm mà, nhóm tự giác có nhóm không tự giác đi, chứ em thấy Bắc Nam cũng không liên quan gì lắm. ý là khi mà anh làm với cả đội dev của cả Bắc cả Nam rồi thì anh thấy vậy. Ok, là lý công việc thì mình nghĩ là cái
Thế là không không nói tới cái chuyện mà manage con người, manage dev như thế nào nha, nhưng mà về quản lý công việc thì mình thích những bạn PM mà dành nhiều thời gian để mà discover problem. Nhưng mà các bạn cũng dành nhiều thời gian để mà explore cái solution rồi evaluate constraint. Tại vì đó là một cái mà nó khá là balance, khi mà mình tập trung vào vấn đề của user nhưng mình cũng tập trung vào cái trade-off về solution và đưa ra cái solution nó tốt nhất trong cái ngữ cảnh cụ thể. Thì mình nghĩ là cái đấy là cái style mà mình thích nhất. Đó là một style. Còn những cái style khác, có những bạn thiên về delivery rất là nhiều, khi nói ra problem cái là bạn nghĩ ra solution ABCDZ liền. Thì cái style đó thì mình không hợp lắm. Ngược lại những cái style, những cái bạn mà explore problem space rất là nhiều nhưng mà tới lúc mà đưa ra solution đó, thì lại không thì lại hơi bay, hoặc là lại không có ra solution mà nó make sense. Thì mình cũng không nghĩ nó là một cái style mà nó phù hợp, tại vì thật ra là làm sản phẩm nó phải đưa ra trade-off rất là nhiều, và dường như là nó ràng buộc mình phải hiểu ở nhiều cái tầng chiều tượng khác nhau á, cho nên là chỉ hiểu vài high level thôi khá là khó để mà mình make decision, tại vì make decision là mỗi ngày mà đâu phải là lâu lâu mình bay vô mình chỉ là ok làm feature này đi xong rồi mình biến mất tháng sau quay lại là có đâu, nó diễn ra mỗi ngày mỗi giờ trong mỗi cuộc họp, cho nên là rất là quan trọng cho cái việc balance. Balance giữa cái thế mạnh về discovery và delivery á, tại vì một người mà discovery mà mạnh á, thì người đó có khả năng empower, có khả năng là đưa ra những cái context về business, về product, về user để mà các bạn engineer hiểu được cái context là tại sao mình làm cái mình làm, và các bạn connect được cái software, cái output của các bạn vô cái impact lớn hơn thì nó rất là tốt. Nhưng mà bù lại là các bạn những cái bạn mà cũng mạnh về delivery luôn á, thì các bạn sẽ giúp engineer make decision tốt hơn, và các bạn sẽ có thể gọi là làm ở những cái sản phẩm nó phức tạp hơn và nó nhiều concept hơn kiểu vậy. Thì balance, yeah, key point là thế. Mọi người còn câu hỏi gì không? Có. Ủa chị Nhi, chị bật mic nói luôn đi để bắn lại. Thấy cái buồn cười cả. Lớp này là lớp PM nhưng mà social anxiety rất cao nhá. Không bật cam nha, không bật mic nha. Sao mà chỉ toàn là chết hết. Ở cái này add vào precondition cho best sau. Phải làm gì? Phải đủ mạnh dạn để bật cam. Product manager nhưng mà sợ user. Em đi uống trà sữa nó không dám bật cam. Cái gì? Không. Bio có giá trị bring value cho một team product là bio như thế nào? Là kiểu nghe rõ success của bio hả? Kiểu vậy. Bio là chị đang muốn nói tới bio hay là muốn nói tới BM luôn? Là... PO chắc là hỏi chị Nhi đó, còn PM là do Thành hỏi lại lên chị Nhi mới nói là PM luôn. Measure of success hả? Hay suy nghĩ coi, mọi người có ai có suy nghĩ? Chắc dựa trên cái spider ấy, thì em nghĩ là tùy vào từng level thì em sẽ expect cái. Ví dụ như là ở cái tầng APM thì em sẽ expect là người ta sẽ mang value cho em về cái chuyện là delivery operation, kiểu hoạt động delivery như nào, xong rồi họ sẽ delivery tốt về vẽ về cái flow rồi requirement các thứ. Còn đến khi mà PM thì em nghĩ là em sẽ expect ở tầng discovery mạnh hơn, kiểu dậy rồi managing up. Em nghĩ là với em thì tổng làm sao để mà tổng kỹ năng của cái team đó phải làm ra được cái sản phẩm á, kiểu tại vì thật sự nó cái chuyện bring value cho một team đó, câu nói này nó rất là tương đối á. Tại vì cái team á, định hình luôn, cái team cũng rất là khác nhau. Sẽ có team có engineer, có team không có engineer. Nói chung là cái bộ kỹ năng về phát triển, bộ kỹ năng về design, rồi bộ kỹ năng về quản lý các thứ. Thì tổng cái bộ kỹ năng đó của mình nó phải đủ để deliver cái, để nói chung là discover và deliver được cái product đó. Xong rồi thiếu chỗ nào thì đắp vô chỗ đó, chứ cũng khá là khó nói là làm sao đó để BO có giá trị cho team.
Thực ra con này mình thấy cũng tức là đây là có hai khía cạnh, một là mình nghĩ vào những cái nó aspirational, những cái nó cao á, và hai là mình nghĩ tới những cái nó gọi là dirty work á, những cái công việc mà nó tương đối kiểu tay chân bẩn thỉu mà không ai muốn làm á. Thì thật ra là tạo value dễ lắm, mọi người cứ tìm những công việc không ai muốn làm thì mọi người làm thôi. Thì ý là không ai muốn làm mà mọi người thấy là nó quan trọng nha, thí dụ như là cần một cái, thí dụ như engineer làm cứ mải mê code, mải mê deliver, làm rất là nhanh và high level, thì họ lại cứ đưa ra idea mới. Vậy thì có một cái công việc ở giữa, đó là cái người đi viết docs tổng hợp lại rồi xong lên timeline, viết user story, map out ra cái progress. Thì cái đó là ấy, là nếu mà hỏi là cái đó có vui để làm hay không á, thì tùy ngữ cảnh hên xui nha. Thí dụ như engineer chạy rồi, họ implement rồi á, thì mình chỉ đang gọi là record và tổng hợp hóa cái thông tin mà họ đang làm để mà đưa nó lên một cái tầng mà nó đủ visible cho stakeholder thôi. Thì cái đó nó có là add value, chắc chắn là add value, tại vì nó có visibility, nó cho mọi người biết là cái gì đang diễn ra, khi nào, rồi sắp tới mình làm cái gì, chắc chắn là có value luôn. Đó là về về dirty work, về những cái mà mình phải làm. Yeah, đúng rồi Thiện, nhưng mà ấy là có những cái công ty mà như là startup á, ấy là visibility thật ra là chả cần, tại vì team đủ nhỏ mà cứ làm deliver output xong rồi cứ CEO thấy output là ok, đồng ý tao, không có vấn đề gì. Trong những công ty mà nó lớn hơn, nó bắt đầu có những cái cấu trúc á, thì cái việc mà có cái lớp BM phải làm cái lớp ở giữa đó mà manage cái timeline, cái deliverable, cũng như là tại vì engineer họ implement họ không có nghĩ tới cái hướng là ok user story là gì, xong rồi làm xong cái này thì kiểu nó mình chia nhỏ cái giai đoạn như thế nào để mà map ra được từng cái user story, họ không có nghĩ hướng đó, họ chỉ làm ra output thôi. Thì mình phải là cái người mà đi nhìn lại những cái thứ họ làm, sau đó là mình extract ra những cái user story, những cái value mang lại cho user, xong mình đi communicate lên trên là ok engineer ta đã làm được những cái này nè, mày thấy progress chưa đó. Thì ý là đó là một trong một ví dụ của cái việc dirty work, nhưng mà nhìn chung á là để add value dễ lắm, cứ tìm mấy cái công việc không ai muốn làm mà nó add value rồi làm. Đó là về gọi là cái hướng nó khá là thực tế ha. Còn gọi là hướng aspirational thì mình nghĩ đối với mình mà BM thành công là BM mà align được với mọi người với nhau để mà tạo ra impact, impact cho user và impact cho business. Thì impact cho user là thấy customer happy, impact cho business là thấy revenue growth hay là user base growth. Thì làm sao để mà ra được hai cái đó thì coi như là BM thành công. Nó cũng hơi lagging nha, khó điều khiển được, nhưng mà nếu mà nói về thành công thì mình nghĩ đó là thành công. PM làm tạo value hay nhất là PM đắt đi này, đi sale luôn, bán luôn. Đấy, ra deal luôn. Yeah, nhờ bán quá nên lại không có giỏi deliver, không biết deliver. Anh cũng muốn bán không được đấy. Nên là chúng ta mới hợp Mà ít nhau kinh quá em ạ, đúng là vui mai. Thế mình lại đây làm gì? Một bạn Thành xem một bạn deliver thì làm gì đây? nói hai đứa. founder Make sure là Dương bán đúng thứ và make sure là Nam deliver đúng thứ. đúng BM trong team. thằng là biên trong tim Có thể kể một ngày bình thường của BM không? Sáng dậy họp, xong đó check Slack, xong đó đi meet engineer, xong đó họp, xong đó là viết docs, xong hết ngày. em Likely. nói thật là nó ăn ăn sơ tí lắm, tức là nó không 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 có một ngày cụ thể đâu. Chắc là một ngày em mà làm, em mà có hai cái ngày nào mà làm giống nhau thì chắc là công việc có vấn đề, họ sắp bị lay off hết việc rồi. Chứ khó khó giống nhau. Thật ra là nó cũng khá là tùy vào cái chủ động của mình á, thì mình muốn bận thì mình sẽ bận thôi, còn mình muốn rảnh thì mình sẽ bị lay off thôi. Yeah, trùng hợp nè, viết docs nè. Thật ra là PM bị một cái là mọi người nhìn vô, mình không có trực tiếp làm ra output á, thì viết docs thì cũng cũng coi là output đi. Mặc ra là nó không connect trực tiếp tới lại cái impact.
đó là khá là khó để mà mình quantify được cái success, cái impact của BM á. Nên là chủ yếu là tập trung vô cái chuyện là thiếu cái gì thì mình bù vô cái đó thì là nhiều. So true. Nghề gì mà học cả ngày. Cũng không sai đâu chị. Viết docs hợp, lại viết docs, nói chuyện user, check Cũng là học, nói chung Slack. là tài là alignment thôi Xong hỏi là mày có biết code không? Không. Mày có làm design không? Không. Mày có đi bán không? Không. Mày có biết content để làm marketing không? Không. Thế mày làm gì? Sếp. bắt bức. Ok, số lượng câu hỏi đã bắt đầu giảm dần. Còn cái gì nữa không? Cho mọi người khoảng 1-2 phút cuối nha, để đặt những câu hỏi cuối cùng. Nếu mà không thì mình có thể wrap up sớm một tí. Hỏi chứ mở mở nick à mở mic lên hỏi đi anh Thiện. Xin anh Hỏi anh Thiện à, anh Thiện sẽ tâm bao nhiêu ta lầm. làm ok hello anh Thiện. Kênh thì một mít xong anh Thiện đang ngồi thay chắc luôn vì em đang tất cả đều đang hướng ánh mắt về anh Thiện ngồi chờ câu hỏi của anh Thiện rồi ra rồi Dạ rồi. thôi Khó khăn hiện tại lớn nhất khi tới thời điểm, ủa tới thời điểm bây giờ là có tính, là tính từ đó giờ là đúng không? Hay là tính bây giờ ha? Hiện Chắc tại định đúng từ không? đó đến giờ. Tới thời điểm bây giờ. Tới thời điểm hiện tại mà. Ừ, em nghĩ là việc với con người khó nhất. Việc với con người khó nhất. Ừ, tại nó có, tức là mình manage cái expectation của nhiều người á, nó rất là khó. Ừ, mà nhiều, tức là mỗi người mà người ta có một cái sự sự chú tâm nhất định á. Ví dụ như là mình làm việc với dev thì mấy bạn dev sẽ rất là care về cái technical, làm sao để không technical dev. Design thì phải lo spacing, mấy cái color phải chuẩn chỉnh đó. Business thì lo mấy cái này value này nó có user muốn mua cái này không, muốn trả tiền cho này không đó. Thì em thấy ba cái việc mà lấy ba cái gap đó, nối lại với nhau nó khó, nó khó. Học tiếng Tức là nó ongoing khó luôn chứ không phải là kiểu mình giải quyết một cái là nó giải quyết được liền. Thật ra chú tâm của mình cũng là chú tâm cái khác, đúng rồi. cái nào mình chú tâm chăm chăm được đó. Thì cố gắng là mình lâu lâu mình nói chuyện với từng stakeholder một chút để mình hiểu được cái ngôn ngữ của từng stakeholder là cái gì đó. Ừ. Giống như ví dụ nha, một case mà thật ra nhiều khi dev á, mình giải thích cho team marketing người ta không hiểu, nói quá technical đó. Thật ra ví dụ giải thích một cái gì, ví dụ như là có một cái đợt em làm cái project là raw data từ gì đó, rồi xong cái process các thứ, rồi gom data khách hàng về một cái spreadsheet đó. Thì cái công đoạn đó với dev đó, thật ra nó rất là nhiều bước, nó làm process data collect gì đó. Nhưng mà đối với marketing thì marketing chỉ cần share một thông tin thôi là tao mà mắc dậy là có data trên spreadsheet đó. Và cụ thể luôn là marketing dùng cái term là auto auto, em nhớ vậy, auto thì ok. Giờ bây giờ từ bây giờ mỗi lần mình nói chuyện với marketing thì mình nói là bây giờ tao làm này ra là auto nó có này, mỗi ngày auto nó có này đó. Mình cố gắng mình hiểu được cái ngôn ngữ là gì, mình chỉ đạt cái ngôn ngữ thôi đó là xong. Nice. Ừ. Okay, khá là hợp lý, khá là thật Ừ. thực tế. Hay hợp lý Mấy này cũng không biết dạy kiểu gì á, nó khá là art, nó khá là cuộc sống và rất là context dependent. hiểu được ngôn ngữ các team khác cũng khoai lắm. Nói chung BM mà đặc biệt là BM trong những cái team mà đội ngũ mà nhiều nhiều cái phòng ban khác nhau á, nhiều khi là mục tiêu của những cái team nhiều khi nó còn mâu thuẫn nhau nữa mà. Khoai Thôi vậy được rồi. Ok rồi, câu hỏi vừa rồi khá hay và cũng xứng đáng wrap up lại buổi hôm nay.
đó là challenge lớn nhất của Phát cho đến thời điểm hiện tại khi làm BM là gì? Đó là làm sao để nói được ngôn ngữ của rất nhiều bên, và đó là một cái ongoing vấn đề luôn chứ không phải giải quyết một lần là xong. Tại vì một khi người ta đã nói khác ngôn ngữ sẵn rồi đó, thì đến một cái vấn đề nào khác người ta vẫn sẽ nói khác ngôn ngữ đó. Thì và có rất nhiều cách để giải quyết những cái vấn đề đó. Rồi xin ok, cảm ơn Phát nhiều, cảm ơn mọi người đã dành thời gian chiều thứ bảy để đến nghe Phát chia sẻ và đặt những câu hỏi rất hay. Okay, ok, cảm ơn mọi người. Hai blog của Phát nha. Đúng rồi mọi người. Để quảng cáo đình. Quăng link qua để chị share cho mọi người. À thôi, Phát nhanh chóng quăng cái link vô đây không đi? Đây. What the hell? What the hell? Ủa? Gì vậy trời? Ủa sao có không biết? Chết. Tao bắt mày thôi. À, giống mấy cái chuyên web pirate ở Trung Quốc á. Má sao mà? Nó câu cho phép từ một cái chuyên web chính thống qua bên nó. Như thật luôn. Ok, the base track. Đây, cái trang mà nó còn không có click được cái trang. Má là để file lại anh Thành á. Ê, bà lên, phòng bác, trời ơi, hãy cùng nhau chống virus. Internal conflict. Rồi, okay. Thank you mọi người, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Chống